thân bua tha ru ri ri ca tha tu ma ha bồ thân bua tha ru băng sa ca lăng sa đa. Con xin cung kính nhất tâm đảnh lễ xá lợi kim thân Phật Đà, bồ đề bảo tháp gần xa, đời đời hương liệu trầm hoa cúng dường. Cha ra thầm mom hi cha rằng anati to và thi thầm mom hi và thân anati to ma ra thầm mom hi ma ra năng anati to sam be hi me bi je hi ma na be hi na na pa wo wi na pa wo cam ma sa cơm hi cam ma đa gia đô cam ma vô hi cam ma banh thu cam ma pati sa ra nô dặn cam măng ca ri sa mi can gia năng quả ba bà căn quả ta sa đa gia đô và quý sa mi ê quán âm hê hi a phinh hằng bánh cha quán kỳ tâm băng bồ chê mi búa thăng cụ su mê nà nê nà búa nhê nà mê tê nà cha hô tù mong khăn bụng phăng mi la gia tỳ gia thai đắng mê ca vô ta tha gia ti quỳ na sa pha văn bù chê mi thâm măng cô su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bụng phăng mi la gia tỳ gia thai đắng mê ca vô ta tha gia tỳ quý na sa pha văn bù chê mi sáng khăn cụ su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bụng phăng mi la gia tỳ gia thai đắng mê ca vô ta tha gia tỳ quý na sa pha văn tâm bê sanh ta a quê ra hoan tu su khi ta hoan tu nín đúng kha hoan tu âm gia bánh cha hoan tu a ni kha hoan tu đi kha du kha hoan tu a rô kha hoan tu sam bánh ti hi sam minh chan tu su khi an ta năng ba ri ha ran tu đúng khám ban ta cha nên đúng kha phá giam ban ta cha niệm phá gia so cam ban ta cha ni so ca hon tu sam bê bi ba ni nô u ca sa ma văn phạn tê quy sùng rắc kha nắp tha ya ti sa ra nê na sa ha bàn cha si la ni ya cha ma. Bạch quá chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dầm pi ma văn phạn tê quy sùng sùng răng kha năn tha ya ti sa ra nê na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì.
ta ti dầm pi ma dầm phận tê quy sùng răng khá nắng thà gia ti sa ra nề na sa ha bằng cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Duttiyam pi Buddhang saranang gacchami, Duttiyam pi Dhammang saranang gacchami, Duttiyam pi Sanghang saranang gacchami, Tati yam pi puthang saranang gacchami. Tati yam pi thammang saranang gacchami. Tati yam pi sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Bà na ti bà ta quê ra mà ni xích khà ba đăng sám ma đi gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A định na đà na quê ra mà ni xích khà ba đăng sám ma đi gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Cà mê su minh cha cha ra quê ra ma ni xích khà ba đăng sám ma đi gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Mu sa wa đa quê ra ma ni xích khà ba đăng sám ma đi gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra ya mat chap pa ma dam tha na quê ra ma ni xích kha ba đăng sam ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất sai. Văn kinh chỉ cu sa la cấm măng cảnh tâm băng kỳ ri văn ma ma ca dế na qua cha ma na sa ti đà xê su ga tăng ca tăng về sanh ta sanh nhị nô ăn thì dê cha sanh ta sanh nhị nô ca tăng puôn nhập pha lăng mê hăng sầm bê pha ghi pha quanh tu tê về tăng cả tăng suy đi tăng định năng quân nhà pha lăng mà gia về cha tăng thà na cha năn tỳ đế qua gành toa ni quế đà dung sầm bê lô cam hi dê sanh ta chỉ quanh ta ha ra hê tu ca mà nuôn nhang phô cha năng sầm bê là phanh tu ma ma chê ta sa ti.
karani yaman tha ku sa le na yam tang san tang ba đăng a pi sa manh cha sang ko u chu cha su u chu cha su wa cho cha sa mu du wa na ti ma ni sam to sắc cô cha su pha rô cha âm ba kính cho cha san lau ca u ti san tình truy vô cha ni pa cô cha âm ba gam pho ku lê su ananu gân thô na cha khuất đăng sầm ma cha rê kinh chi dê na huynh nhu pa rê u pa wa đê dung su khi nô wa khê mi nô hòn tu sầm bê sáng ta pa quánh tu su khi tan ta ye ke chi ba na phu tận thì ta sa wa tha wa ra wa na wa se sa đi kha wa ye ma hành ta wa man chi ma ra sa ka nu ka la đến tha wa ye wa an định tha ye cha du re wa san ti a vi du re phụ ta hòa sam phá quê si hòa sam bê sanh ta phá quánh tu su khi tanh ta na bà rô ba răng ni cùng bê thành na ti mạnh dê thà cánh tha chi năng kinh chi phá rô sa na bà ti khà sanh nha nạn nhà manh nhá xa đúng khà minh chê và ma ta và tha ni văn búa tăng a du sa ê ca búa ta ma nu đắng khê ê quam bị sắm và phu tê su ma na sâm phà quá dê a pa ri ma năng mẹ tanh cha sắm bà lô ca minh ma na sáng pha quá dê a pa ri ma năng ủa thằng à thô cha ti ri danh cha sam ba thằng à quê răng à xà bánh tăng tính thành cha răng ni sinh nộ qua xa gia nộ qua gia qua ta xa quy gà ta minh thô ê tăng xa tinh à thính thầy và brahm mà mê tăng quy hà răng ni tà ma bù đính thinh cha nụ ba găm ma si la qua đa sa ne na sam pan no ca me su vi ne ya ge thang nai cha tu gam pha si yang bu na re ti ti ba hum sa ha sa ma phi niệm mi ta sa gu thanh tăng vi mê kha lăng u di ta khô ra sa se na ma răng đà na di thăm ma quy thị na chỉ ta qua mù ninh đô tăng tê cha sa pha qua tu tê cha ya măng gà la ni ma ra ti rê ca ma ti vua chỉ ta sắm ba răng tinh gô răm ba na la qua ca măng ca ma thánh tha văn khăn khăn ti su đanh ta quy thị na chỉ ta qua mù ninh đô tăng tê cha sa pha qua tu tê cha ya măng gà la ni na la ghi rin gà cha hòa răng na ti mắn ta phu tăng đà quán ghi chăng ca ma sa ni hòa su đa ru năng tăng mẹ tâm bù xê ca quy thị na chỉ ta hòa mù ninh đô tăng tê cha sa pha hòa tu tê cha gia măng gà la ni ung khinh ta kháng gà ma ti hân ta su đa ru năng tăng tha quanh tỳ vô cha na ba thăng gu li ma la quanh tăng ấn thi phi sanh kha ta ma nô chỉ ta qua mù ninh đô tăng tê cha sa pha quả tu tê cha gia măng gà la ni căn tòa na căn tha mu đà răng nghị qua gấm phi ni gia trình cha gia đúng tha quả cha năng cha na ca gia mánh chê san tê na so ma quy thị na chỉ ta qua mù ninh đô tan tê cha sa pha qua tu tê cha gia măng gà la ni san chàng quy hà gia ma tin cha ca qua đa kê tung qua đa phi rô bị ta ma năng a ti anh tha phụ tăng
bàn nhà bà đi bà cha lì tô chỉ ta qua mù nịnh đô tàn tê cha sa phà qua tụ tê cha gia măng gà la ni nàn đô ba nàn đa phu cha gần quy bù thăng mà hình thần bù tê na thê đa phu cha ghê na đà má bà danh tô ấn thù bà đê xà quy thị na chỉ ta qua mù nịnh đô tàn tê cha sa phà qua tụ tê cha già măng gà la ni đung gà ha đinh thi phu cha ghê na su đánh thả hánh thăng brahm măng vì xúa thì chu tì mến thi bà cá phi tha na 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 ga đê na quy thị na chỉ ta qua mù nịnh đô tâm tê cha sa phà qua tụ tê cha gia măng ga la ni ê ta bi bua tha gia cha măng ga la ấm tha ga tha vô qua cha nô đi na đi nê sa ra tê mà tánh đi hình toa na nê ca quy quỳ tha ni chu bánh đa qua ni mong khăn su khăn a thi ga mê ya na rô sa bánh nhô itipiso pha ga qua đà na pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa đà na u pa pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa đà na pa ra man tha pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa si la pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa si la u pa pa ra mi sam pan no vi ti pi so pha ga wa si la pa ra man tha pa ra mi sam pan no i ti pi so pha ga wa nén kham ma pa ra mi sam pan no vi ti pi so pha ga wa nán kham ma u pa pa ra mi sam pan no vi ti pi so pha ga wa nán kham ma pa ra man tha pa ra mi sam pan no i ti pi so pha ga wa ban nha pa ra mi sam pan no vi ti pi so pha ga wa ban nha u pa pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa ban nha ba ra man tha pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa vi vi ya pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa vi ya u pa pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa vi vi ya pa ra man tha pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa anh ti pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa khan ti u pa pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa khan ti pa ra man tha pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa san cha pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa san cha u pa pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa san cha pa ra man tha pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa a thính tha na pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa a thính tha na u pa pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa a thính tha na pa ra man tha pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa men ta pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa men ta u pa pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa men ta pa ra man tha pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa u bánh kha pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa u bánh kha u pa pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa u bánh kha pa ra man tha pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa da sa pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa
đa sa u pa pa ra mi sam pan no i ti pi so pha ga wa đa sa pa ra man tha pa ra mi sam pan no Mahakaruniko nato hitaya sambhapa nang buratwa barami sambha banto sambo thi mua tamang e te na sancha vanche na ho tu te cha ya mangalang cha yanto bo thi ya mu le sáng gia nan nan đi quán thành ô ê quán toàn quý cha vô hồ hi cha gia su cha gia măng gà lê a pa ra chi ta bành lăng kê si se ba tha quý bông khà rê a phi se kê sâm ba bua thà năng ăn gam ban tô ba mô đa ti su năng khăn tăng su măng gà lăng su ba pha tăng su hua thị tăng su khu su khà nô su mù hua tô cha su dinh thăng brahma cha ri su ba đăng thị năng ca gia cầm măng và cha cầm măng bà đắng thì năng bà đắng thì năng ma nô cầm măng ba ni thị tê bà đắng thì na bà đắng thì na ni cánh toa na là phạm tăng thê bà đắng thì nê sẵn sàng sang sa ran ta nang sam ba dung kha vi na sa ne san ta tham me cha bon chang ge ma ra se nam ba ma ni no bu chi toa ye bi me san ta ti pha wa mu ta ku ta ma a cha tin na cha ra pya thin ama tang nim pha yang ga ta e wa ma di gu nu be tang na ne ga gu na sang ga hang o sa than chai mang man tang bo chang gan tam pha na ma he bon chang go sa ti sang kha to tham ma nang vi cha yo ta tha vi ri yang bi ti ba sa ti bo chang ga cha ta tha ta re sa ma tu ban kha bon chang ga san te te sam ba da si na mu ni na sam ma dang kha ta fa vi ta ba hu li ka ta sang quan tan ti a tinh nha và niệm ba na cha bồ thị gia ê tê na sanh cha quánh chê na xoắn thị tê hô tu sắm ba đa ê ca minh sa ma dê na thô mong gan la nan cha ca sa băng ghi là nê đúng thị tê đi xoa bọn chẳng ghê sẵn ta đê sa dị tê cha tăng á tì nán đê toa rô ga mốn chinh su tăng khà nê ê tê na sẵn cha quánh chê na xoắn thị tê hô tu sắm bà đa ê ca đa thăm mà ra cha tí ghê lanh nhê na phì bi li tô chuôn đắng thê rê na tăng nhê quá phà na bê toa na xá đà răng sam mô đính toa na cha ba tha tâm ha vua tha si tha na sô ê tê na tánh cha quánh chê na xoắn thị tê hô tu sắm ba đa ba hi na tê cha a ba tha tình năng nam đi mà hê si tăng mang ga ha ta ki lê sa qua băng ta núm băng ti thầm mà tăng ê tê na san cha quánh chê na xoắn thị tê hô tu sắm ba đa nắp mô bút thà giác nắp mô thầm mà giác nắp mô sằng khà giác dạ con xin kính lễ ngài cải trí đức và dạ, con xin kính chào toàn thể đạo trang. Dạ con xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh để cô điều khiển chương trình hôm nay ạ. Con xin kính thỉnh cô.
Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Trước tiên kính lễ cho tôn thiện đức tăng, trong những Việt Nam mà chúng tôi không được rõ, xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ, xin chào sư Minh Như, sư Đồng Hoàng, sư Nhật Quỳnh, sư Trần Đạo, sư Thiên Lạc, sư Công Nhật, sư Thiên Hòa, sư Diệm Nguyên, sư Minh Ta, sư Phạm Vượng, sư Trang Thư và đạo hữu Phật pháp 219. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong hạnh phúc tình và chắc là ôn lại cái đoạn cuối, đó là đoạn số 10. Trước khi đi vào đề tài sinh hoạt ngày hôm nay, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đánh giữ lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, có nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đánh giữ lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, có nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đánh giữ lợi quần sinh. Tăng Araha Di Côn Sang Yô Tăng Bồ Tăng Sê Rạ Sa Nam Ma Mi Tăng Chà Bồ Tăng Y Mê Sa Ca Rê Yà Phi Pô Chà Gia Mi Hồng Chánh Phật Nhiệm Màu Ứng Cung Chánh Bi Ti Minh Hạnh Đủ Đầy Đức Ân Thiện Thể Cao Dạy Bậc Thế Gian Giải Chi Bày Chân Tâm Ô Thượng Sĩ Phát Tâm Định Diệu Bậc Trường Phu Điều Ngược Độ Sanh Thiên Nhân Sư Đấng Cha Lành Phật Đà Toàn Giác Thế Tôn Trong Đời. Tăng xoa khai ta đi con đã sống vô tâm thông mang sẽ lại sai nam ma mi tăng cha thông mang y mê hi sa ca rê hi a phi pu cha gia mi pháp vi diệu cha lần kéo dài lìa chân ngôn giác ngộ hiện tiền vượt thời gian chứng viên sách ra đại ngộ quốc nhân liệu tượng đạo vô thượng đến rồi thấy rõ hơn thượng tâm thoát ngộ vọng trần chỉ nhân tự ngộ giả chân diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm mẫu tăng sân khai tai đi con lần sân vô tăng sân khăn sư lạc tai nam ma mi tăng và sân khăn y mê hi sân ca rê hi a phi pu gia gia mi bậc diệu hạnh thanh văn thích tử bậc trực hạnh pháp lực thiền gia bậc như lý hạnh tăng già bậc chân chánh hạnh dưới tòa thế tôn thành đạo quả buông đôi tám chúng để được Phật ứng cũng tôn nghiêm cũng linh kính lễ một niệm thanh chúng vô thượng phước điện thế gian ra tầm hát tây gia tê chê nà sức khả mê ê tu quả thả năng tác xa vi a nu pha vê nà sa hạ sa dê nà sa chạch tu do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng nguyện cầu hồng ân tâm bảo thủy từ giao hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần đảnh dương ân đức tâm bảo đã xong, bây giờ chúng ta ôn lại đoạn cuối của câu số 10 trong 38 điều hạnh phúc. Mặc dù đã học rồi nhưng mà do sự yêu cầu và chắc quý vị cũng thắc mắc tại sao lòng tự tại khêm mong. Bây giờ chúng ta ôn lại ha. Puthasalo kathambe hi chittang yasanakam bati aso kang virachan khe mang e tang mang kalamuttam mang. Puthasalo kathalo kathambe hi chittang yasanakam bati aso kang virachan khe mang e tang mang kalamuttam mang.
Buddhasa loka thamme hichittang yasana kambati asokang virachang khemang etang mang kalamuttamang. Một, tâm không dao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự tức. Ba, giúp có tình dục. Bốn, lòng tự tại. Có bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học. À, học trước rồi quý vị sẽ hỏi sao. Nhưng mà ở đây chắc là muốn ôn lại, muốn tìm hiểu cái từ khê măng như thế nào. À, quý vị yêu cầu học lại cái đoạn này nha. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Còn kính lễ ngài Trị Đức. Dạ, kính lễ tất cả chư tu tăng ni đạo tràng. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc lại đoạn số 10 của Hạnh Phúc Kinh. Buddhassa loka thamme hicittang yassana kambati asokang virajang khe măng ê tăng măng gá la mút ta măng. Phút thát xa lô ca đầm mê chích tăng dạch xa na cầm bá tí á sô căng quý ra chăng khe măng ê tăng măng gá la mút ta măng. Phút thát xa lô ca đầm mê chích tăng dạch xa na cầm bá tí á sô căng quý ra chăng khê măng ê tăng măng gá la mút ta măng. Phút thát xa lô ca đầm mê hi chích tăng dạch xa na cầm bá tí á sô căng quý ra chăng khê măng ê tăng măng gá la mút ta măng. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Và con xin nhường mic cho người kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn chị Metta cho Nhược Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhược Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhược Quỳnh kính chào đạo tràng. Và con xin được trả bài đoạn 10 ạ. Phuthasalo kathamme hicittang yassana kambati asokang vira chẳng khê măng ê tăng măng ca la mút ta măng. Phút thát xa lô ca thầm mê hi chít tăng gia sa na cầm bá tí a sô căng vi ra chẳng khê măng ê tăng măng ca la mút ta măng. Phút thát xa ca măng. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, đầm tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con trả bài xong, con có sai xin ngài chỉ dạy giùm ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con xin trả bài cái câu 10 của Kinh Hạnh Phúc ạ. Phút thát xá lô ca thầm mê hí chích tăng giá xá ná kê xá ná cầm bá tí á sô căng quý rá chăng khê măng ê tăng măng gá lá mút tá măng. Phút thát xá lô ca thầm mê hí chích tăng giá xá ná cầm bá tí á sô căng quý rá chăng khê măng ê tăng măng gá lá mút tá măng. Phút thát xá lô ca thầm mê hí chích
tăng giá sa na cầm ba tí á sô càng quý ra chàng khề măng ê tăng măng gá lá muốt tá măng. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ con xin kính bạch với ngài, nếu mà hôm nay còn giờ có thể ngài bật mí cho đạo tràng biết cái bài này kệ ra sao được không bạch ngài? Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bích Thay gia. Dạ con Minh Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Trần Đạo cho con biết được tín hiệu. Dạ con xin đọc câu số 10 của Hạnh Phúc Kinh ạ. Phút thát xa lô các thầm đề vi chít tăng giá sằng na cầm ba thi a sô cầm quy ra dằng quy ra chằng khề mằng ê tăng mằng ca la mút ta mằng phút tha sa lô ca thầm mê hi chi tăng giá sa na cầm ba thi a sô cầm quy ra chằng khề mằng ê tăng mằng ca la mút ta mằng phút tha sa lô ca thầm mê hi chi tăng giá sa na cầm ba ti a sô càng quy ra giặc quy ra chằng khề mằng ê tăng mằng ga la mút ta mằng. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ con đã đọc xong. Dạ con có đọc sai, con kính mong sư sửa cho con ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ con xin xuống mít ra. Dạ Nam Mô Bích Thay Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thay Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức. Kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Mít Ta cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kinh Hạnh Phúc Kinh số 10 ạ. Puttassa loka thamme hi cittang yassa na kambati aso kang viracchang khe mang e tang mang gala mutta mang. Puttassa loka thamme hi cittang yassa na kambati aso kang viracchang khen e tăng mằng ga la mút ta mằng Puthassa lô ca thầm mê hi chích tăng giá xá cầm ba tí a sô càng vi ra chăng khê mằng e tăng mằng ga la mút ta mằng. Một, tâm không sao động vì pháp thế gian. Hai, không có sự uất ức. Ba, dứt khỏi tình dục. Bốn, lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Alo, 123, 123.
Xích mê ta, xích nhục vinh, xích viên như, xích viên trang, xích tượng đạo. Vị nào cũng đọc hay hết qua dòng kinh thì quý vị đọc rất là tự tin. Còn xích viên như muốn học qua dòng kệ. Dòng kệ thì chúng ta cứ chia ra bốn theo quy luật ha. Chia ra bốn bốn. Một tám từ thì chúng ta chia ra làm hai, thì cũng giống như trong Pháp Cú Kinh ha. Thì tùy theo cái số lượng chữ mà chúng ta phân chia ra để nó có được một cái âm điệu. Ví dụ như cái câu số 10 này ha. Hutasalo katham me hichittang yasana kam bati aso kang vira chang khe mang e tang mang kalamutam mang. Dòng kinh thì chúng ta đọc chú trọng về trường âm và đoạn âm. Nhưng mà qua dòng kệ thì chúng ta có phân biệt trong đó. Cái câu này có bao nhiêu từ, và chúng ta phân chia cái từ đó để có được một cái âm điệu. Thay vì chúng ta đọc Hutasalo katham me hichittang yasana kam bati, chúng ta thường lấy hai câu để nương nhau mới có âm điệu. Hutasalo katham me hichittang yasana kam bati. Chúng ta chỉ cần hai câu, và chính hai câu này nó sẽ hoàn thành cái câu số 10. Quý vị nhớ ha. Hutha sang lô ca tham mê hi chín tăng gia sa na cam ba tì. Hutha sa lô ca tham mê hi chín tăng gia sa na cam ba tì. Hai câu này chúng ta đọc được thì bảo đảm hai câu sau chúng ta cũng đọc được. Xin chào quý như nắm cái ưu điểm này để rồi từ cái đoạn đầu cho đến cái câu số 10 này chúng ta vẫn hoàn thành tốt. Nhớ ha, 44 ha. Phutasalo katham me hichittang yasana kam pati. Khi dòng kinh thì chúng ta phải đọc theo cái trường và đoạn âm, đọc liên tục. Nhưng mà khi qua dòng kệ thì tới 8 từ chúng ta dừng lại và chia ra làm hai. Phutasalo katham me chitang yasa nakam pati aso kang wi ra chang khe mang e tang mang ga lam un ta mang. Putha salo ka tham me chitang yasa nakam pati aso kang wi ra chang khe mang e tang mang ga lam un ta mang. Vì thấy khó hay dễ khi mà chúng ta chia nó ra thì chúng ta cứ theo cái âm điệu 44, và như vậy thì chúng ta cũng đã hoàn thành Nhưng mà ở đây nếu mà giải về cái câu số 10 này chúng ta chỉ nói trên lý thuyết mà thôi, còn vấn đề thực hành thì rất là khó khăn, bởi vì tâm mà không sao động vì pháp thế gian chỉ có những bậc thánh, không có sự uất ức cũng là bậc thánh, mà dứt khỏi tình dục cũng là những vị thánh nhân, rồi lòng tự tại, chúng ta có được cái lòng tự tại hay không? Đây là một cái điểm mà Đức Phật trong những cái hồng danh của Ngài, Ngài có bao giờ nói ta là
Arahant, ta là Samma Sambuddho, hay là ta là Uccha Charana Sampanno, mà Ngài chỉ nói lòng tự tại, tức là Tathagato, đã đi đến cái mức độ như vậy, đã đi đến cái sự toàn thiện, đã đi đến sự toàn thiện, mà Tathagato được dịch là Như Lai ha. Như Lai có ý nghĩa là như như bất động, Lai thành chánh giác, thị danh Như Lai. Thì như như bất động nói về cái gì? Đó chính là khề mần, chính là khề mần. À, một ví dụ thế này. Một buổi sáng vừa mở cửa ra, thì chúng ta là chủ nhà mà, mở cửa ra quét dọn, hoặc là mở cửa ra đi tập thể dục, hoặc mở cửa ra cho nhà thoải mái ha. Anh vừa mở cửa nhà ra thì một cái bịch cát nó dục ngay trước cửa nhà của mình, nào là lon, nào là chai, nào là cái toàn là ô lốn xà phòng không à. Cái lễ thượng tọa pháp thành và đến với pháp hội, chủ nhà mà khi mở cửa ra thấy một cái bịch rác mà nó dục trình in ngay trước cửa nhà mình, như vậy chúng ta có tự tại hay không? Hay để chúng ta nổ vô đề gai lên, đồ ăn ở thấp nhân bất đức à. Nhà mình đâu phải là cái hô rác đâu mà xách đồ dục ngay trước nhà à. Chúng ta không kèm được cái tâm sân của chúng của mình, cho nên chửi động, chửi cho đã, bởi vì nó dục nữa, mình đâu có thấy nó đâu, mình chỉ thấy cái đống rác thôi, cái bịch rác thôi, cho nên thấy cái bịch rác, rác. Nhưng mà cái bịch rác rất là tự tại, nó không đừng nói, không nghe, không thấy, không nghi ngờ gì. À, bịch rác vẫn là bịch rác. Mình chửi bịch rác đâu thèm nghe, nhưng mà tức quá phải chửi. À rồi, đi dọn dẹp, làm bồng chữ thề đấy nhé. Nè, như vậy thì mình là chủ nhà, khi thấy bịch rác như vậy là mình thấy nó khùng rồi. Rồi, một cái nhân vật thứ hai, khi mà chủ nhà chưa mở cửa, mà nhân vật là này là một người đi móc bọc, là một người đi lượm những lon giấy chai rồi cái này kia. À, hôm nay xuất hành sớm ha, à, nghe là ngủ không được, nóng quá, ngủ không được thôi làm ăn. À, lại xách cái bao, lại cầm cái cây que, đi lon toàn, thấy trước cửa nhà một ông bá hộ giàu có một cái bịch, trong cái bịch đó mở ra lon này, chai này, toàn là những cái thứ mà mình thích thú. À, anh này quan hỷ quá, lượm sạch sẽ, không còn giữ cái gì hết. Anh này với cái tầm quan hỷ mừng. À, hôm nay mình trúng bánh, quơ sạch, bỏ vô trong cái bao của mình. Thì một anh mà nổi tâm sân, chủ nhà mở cửa ra tâm sân chửi đóng, một anh tham, ồ hôm nay vô mánh hút hết. À, rồi như vậy thì quý vị thấy hai cái trường hợp mâu thuẫn ha, hai trường hợp mâu thuẫn xảy ra cũng tại một cái vị trí đó. À, còn một trường hợp thứ ba, khi mà chủ nhà chưa mở cửa, khi mà cái anh chàng đi lượm bọc đó, chưa xuất hiện, thì anh này lại có công việc đi sớm hơn, đi ngang qua cổng nhà, thấy một cái bịch trong đó đựng tùm lum tà la, nó cản trở lưu thông. À, anh này ngang nhiên bước qua cái bịch đó, ra đi một cách rất là tự tại, không quan tâm, không quan tâm. Bởi vì cái chuyện nó xảy ra, kể cái chuyện đó, việc của mình là mình cứ làm, mình cứ đi, đường ta cứ đi.
thì cái tâm trạng của anh chàng thứ ba này đối với chúng ta đó chính là khê mần, lòng tự tại. Mà tự tại của phàm nhân chúng ta chứ không phải là tự tại của bậc thánh. Tức là chúng ta không quan tâm, không chú ý, không hướng tâm về nó. Mày hả, cản trở lưu thông, kệ mày, vẫn bước qua để đi đến cái mục đích của chính mình, không có trở ngại. Thì như vậy chúng ta thấy sao? Muốn đạt được cái lòng tự tại này thì cái điều quan trọng trong cuộc sống, chúng ta phải vượt qua bốn cái pháp trầm luân, hay là bốn cái hầm ái dục. Bốn cái hầm, mà đầu tiên là cái hầm ái dục. Có người khổ vì ái, có người khổ vì ái. Rồi cái hầm thứ hai là hầm tam giới, hầm thứ ba là hầm tà kiến, hầm thứ tư là hầm vô minh. Trong ái dục này, tức là nói về cõi dục, có sáu sanh tử luân hồi lên và xuống, người, trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Thì có vui, có khổ. Chính có vui, có khổ chúng ta đắm nhiễm trong đó, mắt thấy sắc thì chúng ta khởi lên cái tâm vui thích hoặc là cái tâm buồn chán. Mà vui thích hay là buồn chán cũng do cái ái, ái để rồi thủ, thủ để rồi hữu, vân vân, đưa cái ngã của mình vô đó, muốn chiếm đoạt nó. Cho nên chúng ta lên xuống trong tam giới, trong cõi dục này và bốn nơi thường trú của chúng ta, những cái lâu đài rất là nguy nga tráng lệ, nó lại nằm trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Bởi vì cái chỗ đó xuống dễ lắm, chính xuống đó dễ, cho nên chúng ta chọn nơi đó làm quê hương. Cái hầm thứ hai tức là phá hoa sầu á, hầm tam giới. Tam giới ở đây có nghĩa là chúng ta có hướng thiện, có tập, có đắc định, đắc thiện, để rồi về cõi sắc, về cõi vô sắc. Về cõi sắc thì một thời gian chúng ta trở lại làm người trong cõi dục. Về cõi vô sắc chúng ta ở lâu hơn, và do cái sự đắc thiện đó rồi cái ngã của chúng ta phát sinh. Nhưng mà khi cái ngã của chúng ta phát sinh, nghĩ tưởng rằng mình thường hằng bất biến, tuổi thọ dài quá, nhưng mà rồi một ngày đó nào đó cái ngã đó nó cũng té nhào xuống hết phước, chúng ta cũng phải xuống thôi. Thì cái hầm tam giới này tức là luân hồi trầm luân trong tam giới, do cái thiện, mà cái thiện chúng ta cũng phải sanh tử luân hồi. Rồi cái hầm thứ ba là Ditha Sawa, tức là hầm tà kiến. Tà kiến là nghĩ sai, nghĩ bậy, nghĩ sai, nghĩ quay. Khi mà chúng ta nghĩ bậy như vậy thì chắc chắn là phải làm bậy. Trong cái tà kiến, trong cái tà kiến này thì chúng ta làm nhiều điều coi như không được tốt đẹp. Và chính không được tốt đẹp cho nên đi lên, đi xuống, mà đi xuống là nhiều hơn đi lên. Chúng ta nghĩ bậy, nghĩ sai, để rồi chúng ta nhận những cái hậu quả khốc liệt. Và cái hầm cuối cùng đó là vô minh, Avijja Sava. Vô minh đây không phải là không biết gì, mà vô minh ở đây có thể rằng ông Asita, ông Atida, khi nhìn Đức Bồ Tát vừa sinh ra thì lại cười, lại khóc.
đời, vì biết rằng đây là một bậc vĩ nhân, đây là một cái vị mà nếu ở đời thì là một chưởng luân thánh vương, nhưng mà đi tu sẽ là một vị Phật. Mừng vì tướng hảo quang minh, vì 32 tướng tốt, 80 tướng phụ của hài nhi này. Nhưng mà rồi lại khóc, khóc vì cái sự tu tập của mình không còn gặp người này nữa. Ông ta biết chắc rằng ông ta sẽ về cõi vô sắc. Mà khi về cõi vô sắc á, với cái tuổi thọ, với cái thời gian, thì ông ta không thể ứng được hương vị giáo pháp của một vị Phật trong hiện tại này. Nói rằng cái hầm vô minh ở đây không phải là vô minh không biết gì, nhưng mà vô minh biết rằng đây là một vị Phật, nhưng mà mình không có phước duyên để tiếp thu cái sự thật nơi vị Phật này, cho nên ông ta khóc. Thì quý vị biết rằng vô minh trong tam giới này có nghĩa là cái đỉnh cao của tam giới là cái cõi vô sắc đi, cái cõi phạm thiên. Những cái vị mà do họ tu tập không phải là ác pháp nha, không phải, họ cũng có thiền, họ cũng có một sự tu tập cao độ, nhưng mà trong cái sự tu tập của họ họ chấp ngã, họ chấp ngã, họ đạt được cảnh giới rất là cao, nhưng mà không đi đến nơi giải thoát. Thì chúng ta thấy ông A-la-ca, A-la-ma, những thứ vị hướng dẫn cho Đức Bồ Tát khi mà tu tập trước khi tu vô hạnh, thì những cái vị đó đắc phi tưởng, phi tưởng xứ, tức là những cái tầng thiền rất là cao. Không phải họ không biết, không phải là họ tà kiến, nhưng mà vì vô minh họ muốn hưởng cái sự an lạc cho chính bản thân của họ, họ chấp vào đó, để rồi cái tuổi thọ dài quá, sung sướng quá, dài quá, họ vẫn còn sanh tử luân hồi. Thì như vậy đối với đạo Phật thì lòng tự tại ở đây tương nhiên là chúng ta khi nhàm chán mới ly tham. Khi tâm của chúng ta nhàm chán, chúng ta ly tham, thì chúng ta mới đạt được cái lòng tự tại. Còn ngược lại, chúng ta không nhàm chán, không ly tham, như trường hợp chủ nhà mở cửa ra thấy cái bịch rác là nổ Bồ Đề Gai lên, thì làm sao có lòng tự tại. Còn anh chàng mình đi hút rác, anh chàng đi lượm bịch á, thấy cái bịch này thì tâm tham khởi lên, hôm nay dồn mạnh. Nhưng mà anh chàng thứ ba đâu có liên quan gì tới bịch rác này, đường ta cứ đi hiên ngang bước qua cái bịch rác, thì anh chàng này tương đối có cái lòng tự tại, tức là không quan tâm đến nó. Cũng giống như trong đạo Phật của chúng ta có một cái pháp môn gọi là tam tịnh nhục, cũng có thể thể hiện cái lòng tự tại này. Tam tịnh nhục là không nghe, không thấy, không nghi ngờ. Khi chúng ta không nghe, không thấy, không nghi ngờ thì chúng ta cứ tự nhiên. Còn bây giờ mà chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta nghi ngờ thì tâm của chúng ta đã khởi lên những ý nghĩ miên man thế này thế kia, ô này ăn gà ngon quá, nhưng mà lại nghe mấy con gà ngồi kia nó gáy, không biết chắc có con nào, mình là khách mình tới đây rồi chắc là chủ nhà ưu ái làm một con để cho mình. Thì nhìn con gà nó chạy ngồi kia, nhìn cái trong cái dĩa thịt gà này, thì mình liên tưởng nghĩ bậy nghĩ bạ, nghĩ đúng nghĩ sai. Và khi mà nghĩ như vậy thì ăn vô quý vị thấy mất ngon, bởi vì mình nghi mà mình đã ăn vô thì mình vi phạm. Thà rằng không nghe, không thấy, không nghi ngờ
thì tự nhiên thầy cảm thấy nó ngon ha. Đâu có vi phạm về luật pháp của Đức Phật. Thì quý vị thầy chào. Còn 25 phút nữa để dành cho quý vị. 25 phút quý vị thể hiện cái lòng tự tại của quý vị như thế nào. Đối với các bậc thánh thì coi như tự tại vô quái ngại, không có gì hết. Còn đối với chúng ta thể hiện cái lòng tự tại như người Anh gọi là phước tỉnh ăn lề. Quý vị làm được không? Trên lý thuyết đây là pháp của các bậc thánh, nhưng mà phàm nhân của chúng ta phải thể hiện cái lòng tự tại khê mần như thế nào để chúng ta gọi là có chút gì nó giống giống nha. Rồi thôi mọi sức nguyên như tại sao hôm nay học hành phúc kinh mà lại khoái nhảy qua cái vấn đề đọc kệ là như thế nào hả sức nguyên như? Đâu có ai yêu cầu học hạnh phúc kinh là học qua dùng kệ đâu, nhưng mà hôm nay Sĩ Quy Như là có ý kiến vậy. Tại sao và tại sao như vậy, cái tâm có được tự tại không mà lại yêu cầu như vậy? Như vậy là có sự hoan hỷ là tham, hoan hỷ là tâm tham, làm sao tự tại được? Thôi mà Sĩ Quy Như diễn tả cái tâm tham của mình như thế nào mà dám cười hai tiếng hi hi. Alo, mời Sĩ Nguyên Như. Nắc mô Bức Thầy Giá, Nắc mô Thầm Mà Giá, Nắc mô Sàng Khai Giá. Và con xin kính lĩnh lễ Ngài Trả Trí Đức. Và con xin kính lĩnh Sư Pháp Thanh. Và con xin kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ Bạch Sư, con muốn học từ gì lâu quá con không có nghe sư kệ, thành ra con phải nói như vậy thì sư mới lên sư kệ được ạ. Với lại cái bài này con thấy nó cũng hay, thành ra nếu mà học thêm một bài nữa thì thay vì mình hát lung tung thì mình kể mấy cái bài này trong cái tâm nó cũng hay đó Bạch Sư. Dạ, khi mà con thấy khi mà nó không, con thấy cái câu này khi không tao sao động về pháp thế gian, thì khi mà mình đi làm mình gặp nhiều bệnh nhân, nhiều khách hàng, thì mỗi người nó có một cái tâm sự. Rồi giống như trên đường đi thì con thấy bao nhiêu cái xe ở trên cái con đường đó, con thấy mỗi người nó đều có một cái tâm sự hết, mỗi người đều có một cái lo lắng. Rồi ở trong tâm của mọi người ở trên đường đó thì lúc nào cũng muốn đem về cái phần nhất, phần hay cho mình, cho gia đình của mình. Từ cái đi mua đồ thì cũng phải kiếm một cái coupon rồi mua cái giá rẻ nhất, nhưng mà nghĩ cho cùng thì người nào cũng khổ hết. Khi mà mình làm những cái mình thấy là nhất rồi đó thì mình thấy nó có thiệt sự là nó bình an ở trong lòng hay không, thì hình như là có Bạch Ngài. Lúc nào mình cũng chạy theo hết, rồi mình cứ nghĩ là mình làm cái gì cũng cho tốt hết, tự vì cái tâm tham nó sai sử thôi. Chứ nếu mà mình không có biết được pháp Phật thì con thấy tất cả mọi chuyện mình làm nó giống hơi hơi giống như là cái con giả tràng xe cát Biển Đông vậy đó. Sáng đi ra một bó rau thì cũng lựa cái bó rau tươi nhất. Mua một cái hủ tiêu thì lựa cái đá tốt nhất, rồi cái giá rẻ nhất, mua về nấu một nồi canh ăn xong rồi cũng đau khổ. Rồi thành ra rồi cái quay lại ngày hôm sau đi chợ nữa lại làm, có thấy nó cứ giống như vậy á, giống như trong cái vòng lẫn quẩn mà ngày nào mình cũng thấy những cái đó. Giống như là nó là một cái gì đó mình phải làm để mình phải vươn lên. Giống như cái sự sống thì người ta có, giống như ba mẹ ở hồi nhỏ dạy như vậy, cái gì cũng phải lựa cái ngon nhất, tốt nhất, đẹp nhất, hay nhất. Thành ra mình cứ làm theo cái bản tính, nhưng mà mình không có nhìn lại cái tâm của mình đó, thì nó rất là khó mà hạnh phúc. Thành ra khi mà mình realize ra, thì mình nhận thức được những cái chuyện mình làm á là nó không có ý nghĩa gì hết á, thì mình phải biết dừng lại những cái đó. Rồi
mình sẽ thấy là những cái gì nó có ý nghĩa trong cái cuộc sống, rồi những cái gì mà nó thuộc loại là nó tào lao thì mình bỏ ra bớt. Mà có những cái con thấy là nó rất là tào lao nhưng mà tự nhiên mình thích nó quá đi, thành ra mình cũng phải biết là tào lao, nhưng mà mình làm thứ nhất là theo cái quán tính của mình thấy là như vậy. Thứ hai là con thấy cũng về cái nghiệp của mình thấy nó là không đúng mà mình vẫn thích. Chẳng hạn như là mình ăn thì chỉ cần cho nó no thôi là được, nhưng mà thật sự ai cũng thích ăn ngon hết. Biết là cái ngon nó cũng có tào lao đó Bạch Ngài, nhưng mà ai cũng thích ăn ngon chứ không có ai thích ăn dở hết. Nếu mà ăn ngon mà kém ngon một chút xíu là biết cái tâm nó cũng biết là có cái tâm tham ở trọng, nhưng mà nói chứ cũng thích ăn ngon à Bạch Ngài. Nói sao nói vòng vòng nó tới nó lui hồi, ai cũng thích ăn ngon, câu nó đơn giản vậy thôi, thành ra nó cũng khó lắm Bạch Ngài. Khi mà đọc những cái này thì con thấy Đức Phật dạy thì cái tâm mình nó bình an được một chút xíu, nó đỡ trộn rộn, nó đỡ chạy lung tung lang tang, rồi thì nó lại quay lại những cái mà nó thuộc gọi là nó giống như là nó về cái bản năng hơn. Rồi cái một hồi mình lên lớp mình học á, thì mình hơi học về cái bậc thánh nhân học chút xíu, dạy xong cái mình leo xuống lớp cái mình lại trở lại mình dạy, là giống như là mỗi ngày nó thanh lọc tí xíu vậy đó Bạch Ngài. Thì nó đỡ hơn được chút xíu thôi, thành ra con thấy nó cũng khó lắm. Mà con thấy câu số 10 này á, giống như Ngài nói là của thánh nhân không à, làm sao mà không sao động được, rồi không làm sao mà không có sự uất ức được, không có tình dục được, rồi làm sao mà mình tự tại trong tất cả mọi cái hoàn cảnh được. Tự vì khi ra đường đến nỗi mà có một cái viên đá nhỏ nó dấp vô chân mình nó chảy máu là mình đã xích xoa rồi. Thành ra nếu mà nó tự tại thì khó lắm. Con nghĩ là chỉ có bậc thánh thôi Bạch Ngài, thì ít nhất đó là giống như là tụi con đó là ít ngồi đá giếng, ít nhất là có chư tăng nó lâu lâu rồi cái đèn nó xuống thì ở dưới giếng nó ít nhất là cũng biết ở trên đó có bầu trời xanh, rồi tụi con cũng ít lợi những cái mà của mình bị quyến rũ mỗi ngày, tham sân si của mình cứ lẫn quẩn như vậy đó. Chứ con thấy khó lắm Bạch Ngài. Nhưng mà mình khó không có nghĩa là mình không có học, không có làm, nhưng mà con thấy giống như là mình yếu, lên được mình như chút xíu cái nó nặng á, cái lực cái quả đất nó rớt cái tẹp xuống lại trở lại chỗ cũ Bạch Ngài. Dạ cái đó là cái con thấy. Dạ con xin dâng bích lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức Thượng Tọa Pháp Thanh cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Và cảm ơn chị Mách Tai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhà Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Ồ, Nhật Quỳnh thấy có chân đạo trước mái nè. Sao trận đạo sống với lòng tự tại sao có thể cầm mic chia sẻ không trận đạo? Trận đạo có được chút nào tự tại chưa trận đạo? Có được một chút không? Có một chút nào gọi là tự tại không? Có thể cầm mic chia sẻ cái mình nhà trận đạo Nhật Quỳnh nha. Trận đạo cũng hiểu pháp nhiều năm rồi. Dạ. Từ hồi nhỏ giờ có duyên lành để đi đến với Phật giáo Nguyên Thủy rồi. Trần đạo có thể chia sẻ được không? Ồ, mến chào sư cá, anh Đúc Cá, người giao đạo tràng. Được không Trần đạo, có thể chia sẻ một chút nào để cùng nhau học hỏi không? Rồi, mời Trần đạo nghe. Dạ, Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức,
Thượng tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức tăng kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Và cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Meta cho biết chắn tín hiệu nghe rõ. Thì trong cái câu hạnh phúc kinh này thì con thấy không có phải dễ mà mình thực hành, tại vì sự thật con người ta mình sống ở ngoài đời thì mình bị tám ngọn gió đời nó làm chao đảo, thành ra khó tự tại được lắm bạch ngài. Với lại một phần nữa là cái nội cái tham sân si đó là mình nó đều có dính mắc hết đó, dính mắc hết rồi mà nói là chứ không có bao giờ mà gọi là mình diệt được cái tham với cái sân cái si mình được hết á. Nếu mà là con người ta không dính mắc nhiều cũng dính mắc ít chứ không thể nào là trong sạch nổi hết. Con nói thật đó. Nói cái nhiều khi cái tánh phàm nhân mà cuộc sống cũng vậy nữa đó. Mình nói nhiều khi ai mà đụng chạm tới mình một cái là tự ái mình nổi lên đùng đùng rồi, hay là nhiều khi nói là mình nhẫn nhục cũng không nhẫn nhục nổi nữa đó. Rồi mà cuộc sống thì con người ta ai cũng là ba chìm bảy nổi, chính cứ linh đinh đời cũng là làm cho chao đảo dữ lắm. Thành ra con thấy học pháp đây chứ nhiều khi muốn áp dụng vào đời sống của mình là cả một điều khó khăn chứ không phải dễ. Mặc dầu là mình đã từng nghe các sư giảng pháp nói đạo hiểu nhiều biết nhiều lắm, nhưng mà đến khi đụng chuyện mình cũng khó áp dụng lắm, tại vì lúc đó cái tánh tham tánh sân mình nổi lên rồi mình dằn không được rồi mình làm những cái chuyện gọi là nó ngược lại với lại trong cái lời Phật dạy đó. Rồi đôi lúc mình ngồi ha, mình ngồi thiền ha, mình ngồi lắng lòng xuống, tự nhiên cái tâm mình nó suy nghĩ sẽ cái thấy cái tâm của mình sao mà nó ác quá à? Cái ác nó nhiều quá mà cái thiện nó không thấy, thấy toàn tâm mình nó giống như là mình tự mình thấy cái tâm mình nó ghê gớm gì lắm chứ nó không có vừa đó. Không có nói là nó, nếu nó diệt là không diệt nổi, giống như là nhiều khi đôi lúc đó, mình thấy cái tâm mình giống như là con khỉ vậy đó. Mình tức cái này, mình tức cái kia, mình giận cái này, mình giận cái kia. Rồi đôi lúc có nhiều khi mình ngồi thiền, tự nhiên những cái gì mà mình tức giận tự nhiên nó trạo cử rồi cho mình thấy, nó làm cho mình thấy lợi, làm như mình chao động đó. Mình thấy sao mà con người mình nó ghê gớm quá chứ không bình thường. Mình thấy con người mình nó gọi là khó dạy được lắm, giống như mình khó dạy cái tâm mình được lắm. Thành ra con thấy ngồi thiền rất là, nhưng mà có một cái là mình phải nói là mình tập không phải dễ. Nói mình tập mà được mà gọi là như các sư mà dạy đó, mà tập mà ngồi mà lắng lòng xuống hay là tự tại được đó, con thấy không phải dễ. Nói thì dễ nhưng mà thực hành rất là khó, khó lắm bạch sư. Con đây là con đã từng nghe pháp từ nhỏ tới lớn, mà thử thật con cũng đam mê nghe pháp lắm đó, nhưng mà con làm con tự luyện tập bản thân con không được. Đôi lúc nhiều khi con đôi lúc con nghĩ không biết mình có duyên hay không, đôi lúc con nghĩ không biết, đôi lúc mình nghĩ sao cái con người của mình sao mà nó ghê gớm quá đó. Hồi xưa là mình sống là mình chỉ nhìn mình bên ngoài thôi, mình không có nhìn được cái trong cái tâm của mình. Nhưng mà đến khi mình ngồi thiền, mình lắng lòng lại, mình nhìn lại cái tâm của mình thấy con người mình nó toàn là làm điều bất thiện, không có làm điều thiện nổi. Nó tạo cho con người mình nó như vậy. Ra con thấy học Phật Pháp càng học càng thấy nó thẩm thâm di diệu lắm đó. Mà nói thật nha, nhiều khi cái nguyện vọng giống như là mình trong mấy câu này con thấy là dính hết đó. Không có cái nào mà không dính được hết đó. Còn phàm nhân mà bạch sư đâu có phải là thánh nhân đâu,
thành ra cũng như là chết đi sống lại rồi cũng nhiêu đó, làm đi làm lại hoài không có bỏ được, đó là con thấy rất khó. Dạ con xin có dạy ý kiến gì con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Alo, à, chị Trần Đạo xuống rồi mà, à, xuống rồi, phải không? Em ru, à, em nè, qua sao xích Nhật Quỳnh chắc là sao đó, à, nghe không rõ hay sao mà thấy chị Trần Đạo xuống rồi mà hỏi Trần Đạo còn cầm mic không, hả? À. À, qua sự chia sẻ của Diệp Quyên Như chia sẻ xong bỏ chạy mất tiêu ha, à, nói yêu cầu muốn được tự tại tức là cần cái gì mình cũng phải biết, cái gì mình cũng phải thông suốt, cái gì mình cũng phải coi như là ai sao tôi dạy, nhưng mà muốn học kệ, nhưng mà rồi cái khi kệ rồi cái bỏ chạy luôn, lên chia sẻ rồi cái bỏ chạy ha, cũng chưa có thử giọng coi kệ sao, kệ tức là sao cũng được hết á, giọng cao giọng thấp giọng trầm giọng kim rồi gì á, nghĩa là mình đọc sao mà mình cảm thấy rằng con người mình quan hỷ, đó là tự tại, đó là tự tại. Thì sự chia sẻ của chị Quỳnh Như cũng có nhiều điều rất là hay. Còn chị Trần Đạo muốn đạt được cái vấn đề này cũng là khó lắm phải không? À, đúng vậy. Bởi vì khi mà trách nhiệm bổn phận của mình là mình làm không xong thì làm sao mà an vui tự tại được. À, muốn được an vui tự tại tức là mình phải làm xong bổn phận của mình, và làm xong bổn phận của mình thì đó cũng là một điều hạnh phúc quý vị học rồi. À, bổn phận người cư sĩ thì quý vị phải biết cái vai trò mình là cha, mình là chồng, mình là con, mình là cháu, thì cái vị trí của mình phải thích nghi. Và khi mình thích nghi vô cái vị trí đó, mình làm tròn bổn phận của mình thì không ai la, không ai chửi, không ai mắng, không ai đọc mình hết á. Trong lúc này á, quý vị thấy muốn đạt được cái lòng tự tại, tức là làm chủ chính mình thoải mái với chính mình tự an vui với chính mình. Thì trong lúc này quý vị biết có một người mà có những cái khi mà coi như cầm micro lên được là alo alo bà con nghe chưa, này tôi rất là sung sướng cầm được micro, bởi vì không có một sự trở quấy nhiễu, không có một sự cản trở để tôi cầm được cái micro mà bà con nghe được tôi, đó là một cái điều quan hệ và đọc một cách an vui tự tại. Quý vị biết trong cơn lông này đó là ai? Khi chó sủa cũng giật mình ha, chó sủa cũng giật mình ha, rồi khi thấy cái bóng dáng người ta cũng sợ nữa, trời ơi cái người này sợ ma ghê lắm lắm, sợ ma, có ở nhà hoặc là khi mà nghe tiếng động thì cũng rất là sợ hãi. Nhưng mà khi mà lòng tự tại, sợ mà sống, đúng rồi. Nhưng mà khi mà cầm được micro mà cảm thấy lòng tự tại, tức là coi như không có một trở ngại gì hết á, thì đọc rất là nghe rất là hay, rất là chuẩn. Rồi, mời sư số khá anh lên chia sẻ cái lòng tự tại này như thế nào, gọi là khê măng á ha. Alo, Shishoka có ở trước
chấp máy hay không. Nhớ nó ano no kìa. À, Sĩ Kim còn nhớ nữa ta. À, chúng ta còn 5 phút nữa, Shishuka ơi. À, lên chia sẻ cho nó càng biết cái tâm trạng của mình. À, khi mà sinh hoạt với cái room này, có những cái lúc mà nơm nớp lo sợ, tức là cái tâm của mình lăng xăng, cái tâm của mình nó bồn chồn, rất là thích hợp. À, nhưng mà khi không có ai đó, không có trở ngại gì đó, thì cầm micro nói chuyện rất là tự tại. Có phải không Shishuka? Nói vậy mà cũng chưa được tự tại cho nên chưa đưa tay. À, quý vị cảm thấy rằng Sĩ Nhật Quỳnh thắc mắc ha, rồi được. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cô tu nữ Tây Duyên có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không cô? Cô tu nữ Tây Duyên nghe phải không? Cô tu nữ Tây Duyên, Nhật Quỳnh xin đỡ mít tại vì số khá mà con đưa tay, lý do là số khá bị kẹt rồi. Nên Nhật Quỳnh phải đỡ mít chế để ngày mời hoài cũng rất là khổ. Và cô Tuệ Duyên, và cô cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cô Tuệ Duyên có cầm mít được không? Dạ, cô có thể. Rồi, nghe bằng điện thoại. Vậy là không cầm mít được. Dạ. Ở dưới gì có cầm mít được không? Chú khác có cầm mít được không? Hãy cầm mít được thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh nhường mít cho nên đọc bài đi. Tại vì hãy cầm mít được lúc nào thì đọc bài lúc đó, lòng mình sẽ được tự tại. Sao? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Đang giơ tay hả? Ồ, vậy là cái máy Nhật Quỳnh chẳng có thấy tay nào hết. Rồi, mời chú khác. Ồ, đang giơ tay hay là tay bị giơ? Alo. sao rồi đặng Nhật Bình hả mít sao lẹ lên con đang giơ tay hay tay con bị giơ mắt bận? Ok rồi, không bận không sao. Dạ, còn có mấy phút rồi Nhật Bình tự sẽ điều khiển được mấy phút này giúp cho Su Khá ha. Dạ, con kính bạch ngài Chí Đức, lòng tự tại tức là mình an nhiên tới cái sự mà này kia, nhưng mà con thấy Sĩ Kim mà chát lên thì con lại nghĩ ngày chỉ dạy giùm con nhớ ở ngoài đời nha. Dạ, ở ngoài đời người ta nói mình mà không có cà lâm, mà mình thấy ai cà lâm mình nhái là mình cà lâm. Bạch ngài ở trong Phật giáo, ở trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn có dạy cái vấn đề này không bạch ngài? Con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Alo, bây giờ là 5:28, còn 2 phút để trả lời cái vấn đề. Người ta cà lâm mà mình nhái người ta là mình cà chớn luôn. Người ta cà lâm người ta hoặc có cái tập dạy mình bắt chước người ta. Thế mình là bậy bạ rồi. Ha? Cái hay cái đẹp không chịu học, mà học cái cà thì kiểu đó là đâu có được. Ha? Cái đó là cái không tốt đẹp. Mình chọc còn thêm cà chua nữa kìa. Không phải cà chớn mà còn cà chua nữa kìa. Đó thì cái chuyện hay thì mình học. Tu mà, tu là phải sửa. Ví dụ cái áo mình rách thì mình phải vá lại, chứ không phải cái áo rách rồi xé cho nó rách thêm. Bây giờ cái mốt bây giờ quý vị thấy nè, cái quần mới toán như vậy cắt làm sao mà cho nó rách cái chỗ đầu gối ra, nó đưa cái đầu gối ra. Đấy, như vậy là coi như là sung sướng lắm, đi khoe.
Trời ơi, cái quần áo nó lành, đó là một cái sự tự tại, một cái sự sung sướng ha. Ai ngờ là chơi cắt cho nó loại mặc cái quần, mà loại cái đầu gối, rách loại đầu gối. Người ta loại đầu gối là người ta quần rách này là người ta họ thấy họ thấy là ồ nhà nghèo mới vậy thôi. Hôm đây giàu chứ đâu phải nghèo, ăn mặc sang trọng nha. Chơi cái đầu gối là đó, thì cũng không kiểu không giống ai hết á. Cho nên tu là phải sửa quần rách, rồi mình phải giá lại. Ai ngày có quần lành đem cắt ra cho rách. Thôi cái chuyện đó là chuyện của đời. Còn bây giờ trong đạo là tới giờ rồi, còn cái chuyện mà chọc người ta cà lâm, mình chọc cho người ta, hoặc là mình bắt chước cà lâm, hoặc là mình nhái theo cà lâm, thì chắc chắn là mình cũng cà luôn. Rồi, mời Sư Nguyên Trang, tới giờ của ngày pháp thanh rồi. Alo, Sư Nguyên Trang ơi, trách nhiệm bổn phận. Nam Mô Bích Thay Giá. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, con kính lễ cô Tư Ngữ Tự Duyên. Kính đảnh lễ Chư Tôn Tăng Ni, và con kính chào Đạo Tràng. Và sau đây, con kính mời Đạo Tràng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Na ya chana gatha Brahma jaloka tibati sahambati katanjali antiwarang aya Jatha santi tasakta para cakka jatika dese tu thammang anukambimang bacang sak thamma ferin winayan cakayan suttan cabantham afitham macam mang ako tayanto catusak cadandang bappo thaneye barisa yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời chặn dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngài dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Pháp Thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay. Năm pháp uẩn, một giới uẩn, si lá khanh thá. Và con kính cung thỉnh bàn tay của sư Pháp Thanh ạ. Và con kính dâng mít lại cho sư. Dạ, sa thú, con đã thấy bàn tay của sư. Dạ, con kính dâng mít ạ. Con xin mít. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Dạ, kính lãnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Dạ, thì ở trong cái kho tàng Pháp Bảo, trong cái phần Pháp Năm Chi, có nói về năm pháp uẩn. Thì trong khi chúng ta học 18 điều hạnh phúc để hướng đến những cái pháp để làm cho chúng ta có một cái đời sống an lạc, thì chúng ta cũng tìm hiểu về năm pháp uẩn để chúng ta biết thực hành áp dụng trong đời sống
để đem đến một cái lợi ích an lạc trong hiện tại, và có trí tuệ hiểu biết hướng đến những cái pháp cao thượng trong ngày vị lai. Và trước khi vào cái thời chia sẻ Phật pháp thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý tu nữ và quý Phật tử cùng lắng tâm thanh tịnh làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo lẫn vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bài nghĩa bánh xe sanh tử luân hồi, đã thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo là phương bương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể ngang ngang kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử luôn luôn có nhiều sức khỏe an vui, tu tập tinh tấn, thực hành thật nhiều các thiện sự ngay trong đời sống hiện tại và hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bố Tha Giá. Vậy thì năm pháp quẩn hay là còn gọi là ngũ pháp thân thì gồm có giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, giải thoát quẩn, giải thoát tri kiến quẩn. Hôm nay thì chúng ta chỉ học một cái phần là giới quẩn. Thì ở đây chúng ta biết cái quẩn nó là một pháp quẩn thì nó gồm có nhiều nhiều cái, chứ không phải là chỉ một cái quẩn là nhiều cái thành phần nó gộp lại là đóng. Thí dụ như bây giờ mình nói chiếc xe, thì chiếc xe này đó mình nói trên cái danh từ, nhưng mà cái chiếc xe này nè nó gồm có nhiều bộ phận ghép lại nào là máy móc, mà trong cái máy thì nó có nhiều chi tiết, rồi là bánh xe, rồi sườn xe, trục và các cái thì cái quẩn là giống như danh từ là chiếc xe, nhưng mà trong cái quẩn á thì nó gồm có tổng hợp nhiều cái thành phần, nhiều bộ phận thì giới quẩn là tổng hợp các pháp môn có công năng để chúng ta sửa đổi trao dồi cái thân nghiệp, khẩu nghiệp cho được thanh tịnh, đó gọi là giới quẩn. Thì một người tu tập, người Phật tử khi mà học hỏi rồi chúng ta tu tập thì chúng ta cần phải thực hành các cái pháp môn chứ không phải chỉ riêng về giữ giới không. Giữ giới nó là một chi phần ở trong cái giới quẩn mà thôi. Thì trong cái giới quẩn á thì nó gồm có ba chi pháp. Cái chi pháp thứ nhất là pháp cung kính, tức là phải có cái thái độ tôn trọng đối với các bậc trưởng thượng, đảnh lễ các cái bậc xứng đáng có ân đức cao cả như là Đức Phật, rồi cái vị trưởng lão có giới hạnh cao thượng, hay là trong gia đình cũng như là ông bà cha mẹ, mình còn phải có một cái sự kính trọng. Thì theo cái truyền thống mà hồi xưa đó, lúc mình xưa còn nhỏ đó, thì những cái ngày Tết hay là nếu mà lâu lâu con cháu ở xa về đó
thì còn giữ cái truyền thống là về á, nếu mà gia đình nào mà còn giữ theo cái truyền thống mà Nho giáo đó thì con cháu phải quỳ xuống đảnh lễ ông bà của mình. Rồi sau này đó thì nó giảm bớt một chút nhưng mà cũng giữ được cái truyền thống là sao? Khi mà đi đâu về đó, mình gặp ông bà, cha mẹ, chú bác, cô gì đó thì mình phải thưa ông ngoại, thưa bà ngoại, thưa ông nội, thưa bà nội, thưa bác, thưa cô, thưa chú, thưa dì, thưa cậu. Nhưng mà rồi theo thời gian á, thì sư thấy cái truyền thống đó bây giờ nó không còn giữ nữa. Làm như là cái thời hiện đại á, thì người ta không còn giữ được cái truyền thống tốt đẹp. Thì thật ra đó, một khi mà chúng ta có cái sự đảnh lễ cung kính như vậy đó, cái người được đảnh lễ á, người ta không có được lợi lộc gì đâu. Nhưng mà chính bản thân mình á, khi mà mình có cái sự cung kính như vậy, mình diệt trừ được cái pháp ngã mạn. Những người mà họ có cái tính mà cống cao ngã mạn thì họ chỉ quỳ đảnh lễ những người mà có lực mà thôi. Chứ còn là đối với các cái bậc mà giới hạnh tốt đẹp hay là những cái bậc mà có công lao to lớn đối với bản thân hay là những cái người mà có giới hạnh cao quý tốt đẹp thì họ không có đảnh lễ đâu. Cho nên cái pháp cung kính này nó cũng rất là quan trọng. Khi mà chúng ta có cái sự cung kính thì mới có sự lắng nghe. Có các bậc thiện tri thức, nhưng mà vì cái tâm á, những cái người mà có cái tâm cống cao ngã mạn, không có cái pháp cung kính, không có biết quý trọng, không biết đảnh lễ những vị này, thì những vị này sao cũng xem thường, cũng không có lắng nghe. Mà khi mà cái cống cao ngã mạn như vậy đó thì nó sẽ cản trở mình hiểu biết được những cái điều hay lẽ phải, những cái điều mà mình đáng được biết. Cho nên á, cái pháp cung kính á, chính nhờ nó là khởi đầu. Thí dụ trong kinh Đức Phật cũng nói có bậc thiện trí thức, rồi phải có sự lắng nghe, có sự lắng nghe, sự ghi nhớ thì bắt đầu mới có cái chánh tín. Còn nếu mà có bậc thiện trí thức ở gần gũi, nhưng mà nếu mà chúng ta không có sự tôn trọng, không cung kính thì sao chúng ta không có chịu lắng nghe. Thì ở trong pháp cú kinh á, thì Đức Phật nói á, giống như là chúng ta là cái muỗng, cái giá ở trong cái nồi canh, cái tô canh. Mặc dù cái hương vị canh rà nó rất thơm ngon, bổ như thế nào đó, nhưng mà đối với cái vá nó nằm ở trong đó nhưng mà nó không có hưởng được. Thì khi mà chúng ta dẹp bỏ, diệt trừ được cái tâm ngã mạn, có sự tôn trọng, cung kính, thì chúng ta sẽ có được một cái lợi ích là chúng ta sẽ biết lắng nghe những cái lời dạy của các bậc thiện trí thức, để từ đó chúng ta có sự hiểu biết. Rồi cái thứ hai là pháp phục vụ, tức là chúng ta làm những cái điều đem đến thực hành cái công việc trong đời sống mà lợi mình, lợi người. Thì quý vị biết rằng đó, trong đời sống chúng ta đôi lúc chúng ta chỉ lo cái phần tư lợi, lo phần tư lợi chính bản thân mình, ít có nghĩ đến phục vụ người khác lắm. Nhưng mà đó, khi mà mình sống mà mình quá tư lợi cho bản thân mình á, thì sao? Mình không được nhận cái sự quý trọng của những người xung quanh. Ở đời chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào mà sống độc lập một mình,
à, những cái cây ở trong rừng à, nó cũng phải nương tựa lẫn nhau à, những cái cây ở ngoài đó nó che chắn, nó giữ gió à, cho những cái cây ở trong à, rồi à, những cái cây ở trong đó, thì nó cao to à, nó mới che mát cho những cái cây ở bên ngoài. Cho nên á, là trong đời sống á, cái cây nó cũng còn có sự nương tựa lẫn nhau, rồi nó che chở với nhau à. Thì có nhiều khi á, trong đời sống chúng ta đừng có quá à, lo cho cái lợi tư lợi của mình nhiều quá mà không có nghĩ đến cái vấn đề phục vụ à. Thì quý vị thấy rằng đấy à, ngay cả ngày Xá Lợi Phất là một vị tướng quân chánh pháp à, hằng ngày trước khi mà ngài đi trị bệnh cấp thực á, thì ngài cùng với các vị sa di à, quét dọn tịnh xá, dọn dẹp à, những cái hố xí sách nước, rồi nếu mà những cái y mà các vị phơi phong mà nó không có ngay ngắn thì ngài phải ngài và các vị sa di phơi lại cho nó ngay ngắn à, rồi quét dọn ở cái à, pháp đường, quét dọn cái hương thất của Đức Phật à. Nhưng mà có một số các cái vị phàm, các vị tỳ kheo phàm nhân á, thì không có ý thức à, thì à, nghĩ rằng cái công việc mà phục vụ này đó là để dành cho những cái người cư sĩ à, còn mình á, thì à, à, mình không có cái trách nhiệm, không có bổn phận đó. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất á, ngài mới nghĩ rằng nếu mà bây giờ á, à, mình không có làm những cái việc đó, rồi ngoại đạo các vị Bà La Môn hay là các cái người cư sĩ đến mà đi thấy những cái y áo nó phơi không ngay ngắn, rồi xung quanh các cái cốc liêu à, không được sạch sẽ à, hố xí thì à, không dán khéo nước à, trong cái hố xí trong nhà tắm không có, thì như vậy đó thì nó không có tốt đẹp cho tăng đoàn à, làm ảnh hưởng đến cái uy tín, cái sự chê trách của ngoại đạo của hàng cư sĩ. Cho nên á, khi mình ý thức được à, cái trách nhiệm mình phục vụ là mình phục vụ đây, mình làm cái lợi ích à, đến cho tập thể chứ không phải là để riêng cá nhân ngay, mà cái khi chúng ta làm à, chúng ta phục vụ đó là cũng là một cái phước báo rất là lớn à. Thì quý vị tạo cái phước báo mà phục vụ thì khi mà quý vị đến bất cứ nơi đâu đó à, dù là một cái trú xứ xa xôi à, quý vị cũng sẽ có được à, những người à, người ta quý mến mình, ta quý trọng mình, ta sẵn sàng ta giúp đỡ, ta hướng dẫn à. Còn nếu mà mình sống à, tư lợi, mình chỉ nghĩ về cái bản thân mình không biết, không có cái pháp phục vụ thì sao? Thì á, mình ít được cái sự gia quan tâm giúp đỡ của người khác à. Thì à, ở ngoài đời người ta nói là có quý nhân giúp đỡ à, mà nếu mà chúng ta mà không có cái phước mà phục vụ đó à, thì sao? Thì đi ở đâu á, thì mình cũng gặp khó khăn à, lúc đó mình cứ than mình trách à, sao không ai giúp tôi hết, vì sao? Bởi vì bản thân mình không có tạo cái phước à, cho nên á, là chúng ta muốn trong đời sống à, khi ở đời sống mà chúng ta khi làm việc học tập à, hay là khi mà chúng ta tu tập cũng vậy à, nếu mà chúng ta có được à, cái phước phục vụ thì à, là nó một phần cái nâng đỡ cho cái đời sống chúng ta. Cho nên mà à, trong cái sự tu tập đó thì hồi lúc mà mới bắt đầu mà bước vào cái đời sống tu tập thì trải qua cái thời gian là làm giới tử, là làm sa di, là thường thường ngài hòa thượng Bạc thì ngài hay nhắc là à, trong cái thời gian mà mình à, chuẩn bị tu à, mình làm giới tử, mình làm sa di đó là cái thời gian mà lập công bồi đức
mình ráng mình phục vụ chư tăng, phục vụ tam bảo cho nhiều, thì cái phước sau đó nó sẽ nâng đỡ trên cái bước đường tu tập của mình, nó được thuận lợi. Có người này giúp đỡ rồi học hành, hay là hoặc có khi mà chúng ta muốn hành pháp, học pháp thì cũng có nhiều người quý mến mình, rồi có sự hỗ trợ giúp đỡ mình. Rồi cái chi pháp thứ ba đó là gọi là pháp thu thúc trong giới bổn. Thì pháp thu thúc trong giới bổn này đó, thì nó pháp này nó mới gìn giữ các cái học giới, những cái giới, cái nền tảng căn bản đó là cái ngũ giới của hàng cư sĩ tại gia, năm cái giới này đó, nhưng mà nó rất là quan trọng. Thì quý vị thấy rằng đó, từ nếu mà quý vị tìm hiểu tất cả các giới đó, thì nó cũng từ năm cái giới căn bản này rồi nó chia sẻ ra, nó phát triển rộng rãi hơn, cũng từ năm cái giới này. Cho nên là ở Tích Lan đó thì người ta vẽ một cái hình cái tòa bảo tháp, thì ở dưới cùng đó cái tòa nền tảng của cái tòa bảo tháp đó là năm giới, rồi cái bậc cấp thứ hai đó là tám giới, rồi cái bậc cấp thứ ba đó là 10 giới, cái bậc cấp thứ tư là 227 giới, hay là cụ túc giới, là giới của các vị tỳ kheo. Thành ra đó chính bốn cái nấc, bốn cái bậc cấp này đó, nó là cái nền tảng căn bản để nâng đỡ cái đời sống của người tại gia cũng như là người xuất gia. Thì khi mà chúng ta gìn giữ những cái học giới này rồi chúng ta tìm hiểu đó, thì chính là trong cái bát chánh đạo ba cái chi phần là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Khi mà chúng ta phát triển thành các cái trong bát chánh đạo thì nó trở thành là chánh ngữ, chánh nghiệp. Chánh ngữ là thuộc về cái giới phần sự tu tập về cái lời nói, cái khẩu nghiệp. Nếu mà chúng ta nói phải cẩn trọng, phải suy tư, xem xét cái lời nói của mình có đem đến lợi mình, lợi người, nói về cái sự tốt đẹp, nói với tâm từ, nói đem đến những cái sự hoan hỷ, đoàn kết, như vậy đó, thì cái đó gọi là chánh ngữ. Chúng ta từ bỏ nói những cái lời thô ác, nói những cái lời nhảm nhí, nói về những cái sân tầm, dục tầm, hại tầm, rồi nói những cái lời đâm thọc, gây chia rẽ, là nói những cái lời độc ác, nói để làm cho người khác đau khổ. Thì trong cái chánh ngữ này thì nó rất là quan trọng. Thì quý vị thường thường lấy có đôi lúc đó, chỉ cần mà cái chánh ngữ chúng ta sơ xuất, hay là hoặc là chúng ta du theo những cái lời nói trêu chọc những cái khuyết tật của người khác cũng đem đến cái sự tai hại. Thí dụ quý vị thấy rằng đó, trong kinh trong thời kỳ Đức Phật có một cái cô kỹ nữ, cô này có một cái nhan sắc rất là đẹp, nhưng mà trong mấy trăm kiếp sống cô ta phải sanh vào cái dòng hạ tiện, làm gái điếm, làm kỹ nữ để mua vui cho người khác, mà chỉ có gì một cái nói cái lời nói thóa mạ cái người khác. Cô ta là tạo phước rất là nhiều, cho nên mặc dù là cái người kỹ nữ có cái nhan sắc rất là đẹp, mấy vị công tử nhà giàu á
một đêm mà muốn gần cô ta đó là phải trả 1.000 đồng tiền giang. À, chúng có vừa. À, nhưng mà chỉ vì cái khẩu nghiệp nói ý mình là cái người giàu có, rồi khi mà đi vào dân cúng đó, thì cái lời nói xúc xỉm thóa mạ những cái người khác xung quanh với những cái lời thô ác, cho nên là vì cái ác ngữ mà phải chịu mấy trăm kiếp, phải làm những cái sanh ra trong cái dòng cái người hạ tiện. À, cho nên á, trong cái khẩu nghiệp của chúng ta cũng phải nhớ gìn giữ tốt đẹp. À, chứ còn không á, nó cũng đem đến nhiều cái tai hại. À, thí dụ như cái trường hợp mà cái vị công tử như hồi nãy là cô Nhật Quỳnh có hỏi về cái vấn đề mà mình trêu chọc cái người khác đó. Thí dụ những người mà người ta bị cà lâm, bị dị tật, bị khuyết tật cái gì đó, mà nếu mà chúng ta trêu chọc thì coi chừng vô tình á, chúng ta phải gánh lấy những cái nghiệp xấu mà do cái tâm dễ vui. Người ta đã vì cái khổ sở, vì cái tật, đâu có ai muốn mà mình bị tật, phải không? Nhưng mà mình lấy cái tật, cái khuyết tật của người ta để mình trêu chọc, rồi mình vui đùa mình ấy đó, thì cái đó là cái là về cái chưa có được cái chánh ngữ, mà vô tình mình lại tạo cái nghiệp xấu cho bản thân mình nữa. Rồi chánh nghiệp ở đây là về những cái nghề nghiệp để chúng ta tạo ra của cải, thì cái chánh nghiệp ở đây chúng ta tránh những cái gọi là bất thiện nghiệp, như là những cái nghề nghiệp mà sinh sống nhưng mà được cái không có tốt đẹp, như là những cái nghề buôn bán chất độc, buôn bán vũ khí, buôn bán chất sai, buôn bán người, buôn bán thuốc chẳng hạn. Thì những cái nghề nghiệp này đó, mặc dù là nó đem đến cái lợi lộc ở trong đời sống, nhưng nó sẽ đem đến một cái hậu quả lâu dài, khổ đau trong những kiếp sống khác. Có một cái vị tỳ khưu trong cái thời kỳ Đức Phật đó, cái ông này trước kia đó thì ông ta làm cái nghề mà chuyên môn giăng lưới bẫy chim đó. Rồi khi mà ông ta giăng lưới bẫy chim đó, rồi ông ta đem ra chợ bán, thì sợ khi mà bán cái số chim mà còn lại đó, nếu mà không khéo mà giữ nó thì nó sẫm mất. Cho nên ông ta sao bẻ cánh, bẻ cho gãy cánh, gãy chân rồi kia nọ hết đó. Chính vì cái nghiệp xấu đó, nhưng mà có cái nghiệp tốt là hôm đó ông ta, tại vì mình làm bẫy rồi ông ta làm thịt chim để ăn hàng ngày, nhưng mà hôm đó thì ông ta cũng có một lần dâng cúng cái vật thực đến Đức Phật độc giác, cho nên nhờ cái nhân lành là có dâng cúng vật thực đến Đức Phật độc giác, cho nên đến thời kỳ Đức Phật á thì ông ta có cái duyên lành. Nhưng mà vì cái nghiệp ác là sinh sống bằng cái nghề mà buôn bán thuốc, mà đi bắt chim rồi về rồi nhổ lông làm thịt rồi đem bán, rồi những cái con chim mà nó còn sống đó, để lại ngày mai bán đó, bẻ cánh bẻ chân hết. Cho nên chính vì cái nghiệp ác đó mà ông ta bệnh, cái chứng bệnh bây giờ nó gọi là loãng xương, hay là cái xương thủy tinh gì đó. Thì những cái người này đó, cái xương họ nó mỏng manh lắm, nó dễ gãy lắm. Cho nên cái vị tỳ kheo này mắc cái chứng bệnh đó, cho nên là một thời gian dài ông ta không có đi đứng được, tại vì xương ông ta nó gãy dụng hết. Rồi mình mẩy ông ta đó, nó có những cái mục nước, nó mục nước nó lở lét,
à nó thành ghẻ rồi nó mình toàn thân ta nó ghẻ lở bảy lầy hết, rồi ông ta nằm một chỗ rồi tiểu tiện đại tiện chỗ, cho nên nó là rất là hôi hám dơ bẩn. Thì lúc đầu cũng có một vài vị giúp đỡ cho ông ta, nhưng mà cuối cùng á hôi hám quá mấy vị kia lánh xa hết. Thì buổi sáng đó Đức Phật quán xét thấy cái nhân lành của vị tỳ khưu này, cho nên ngài mới đi đến cái cốc của cái vị tỳ khưu đó, thì thấy ông ta nằm thoi thóp cũng như là gần chết rồi, mình mẩy thì lở lét hôi hám rồi các cái quế trượt đó trong cái cốc ông ta. Cho nên là Đức Phật mới bảo các cái vị tỳ khưu khiêng cái giường ông ta ra, khiêng ra ngoài, rồi cái mới lấy cái y mà nó dính máu dính mủ đó đem giặt rửa, rồi nấu nước nóng, nấu một nồi nước nóng, rồi Đức Phật mới lao mình mẩy cho ông ta bớt đi cái sự đau khổ của thân. Thì sau khi mà lao mình mẩy cho ông ta rồi thì chư thầy khu mới đi bát kiếm vật thực đem về cho ông ta. Sau đó thì Đức Phật bắt đầu thuyết pháp, thấy tâm của ông ta đã định tĩnh rồi đó, thì Đức Phật mới thuyết pháp, và sau đó thì ông ta đắc quả, và đắc quả xong thì ông ta cũng niết bàn luôn. Thì chư tỳ khưu mới thắc mắc tại sao một cái vị có phước báo đắc quả mà phải chịu một cái nghiệp báo rất là thê thảm như vậy. Thì Đức Phật mới nói về cái quá khứ là cái người chuyên môn đi bẫy chim buôn bán, rồi đã từng tạo những cái ác nghiệp là bẻ cánh bẻ chân của mấy con chim mà nó đưa tới cái nghiệp ác đó. Cho nên á, cái người mà chúng ta biết khi học Phật pháp thì chúng ta tránh xa những cái nghề nghiệp không chân chánh, mặc dù nó đem đến cái lợi lộc để nuôi đời sống bản thân và có chút đỉnh tài sản để lo cho gia đình, nhưng mà nó phải trả cái khổ đau rất là khốc liệt trong nhiều kiếp sống. Rồi cái chánh mạng ở đây là nói về cái sự nuôi mạng. Chúng ta trong đời sống đó, chúng ta nuôi mạng, cái tài sản nó phát sanh bằng cách hợp pháp, bằng cái nghề nghiệp chân chánh đàng hoàng, rồi cái tài sản phát sanh bằng chính cái công sức của chúng ta. Chúng ta dùng một phần để nuôi mạng của mình. Chúng ta khi mà ăn uống thì cũng tránh xa, không có giết chóc những cái chúng sanh khác để mà ăn, nuôi mạng của mình bằng cách chân chánh, rồi cái vật thực, cái tài sản nó phát sanh một cách hợp lẽ. Thì ba cái chi phần này đó, trong bát chánh đạo thì con đường là giới, định và tuệ. Thì chính ba cái chi phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó là thuộc về giới quẩn. Chúng ta muốn phát triển cái định quẩn thì chúng ta phải thực hành đầy đủ về cái giới quẩn. Đó là trong đó thì có phục vụ, rồi có sự cung kính, rồi phải gìn giữ về cái giới. Cho nên á là cái giới quẩn là nó rất là quan trọng, nó là cái nền tảng. Cho nên là các cái vị trưởng lão ở Tích Lan, các ngài mới dùng cái hình tượng cái bảo tháp là nó đem đến những cái nâng đỡ đạt đến cái bốn đạo bốn quả. Nhưng mà cái nền tảng đó là cái giới hay là giới quẩn. Chính nhờ cái giới mà chúng ta phải thực hành cái giới quẩn này trước. Khi cái giới quẩn thực hành tròn đủ thì phát triển là cái định quẩn. Có định quẩn thì nó mới đưa đến cái tuệ quẩn, giải thoát tri kiến. Cho nên trong đời sống mà chúng ta muốn thực hành giáo pháp thì phải từng bước chúng ta đi theo cái
cái lộ trình hay là tam lậu học, giới định tuệ, hay là giới quẩn định quẩn tuệ quẩn, để hướng đến cái giải thoát tri kiến quẩn, thì cũng xin chia sẻ với quý vị về cái phương pháp tu tập hiểu biết trong cái ngũ cái năm cái năm cái pháp quẩn, là ngũ quẩn pháp thân, để quý vị biết chúng ta có sự thực hành để đem đến một cái đời sống tốt đẹp trong hiện tại, cũng như nhờ cái sự phát triển về cái giới quẩn này đó, để một cái căn bản, cái nền tảng để chúng ta hướng đến cái định quẩn. Rồi nếu mà định quẩn được làm cho phát triển đầy đủ thì mới tiến đến cái tuệ quẩn, giải thoát tri kiến quẩn. Thì cũng xin chia sẻ một đôi điều về cái pháp thứ nhất là giới quẩn. Rồi tuần sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái định quẩn. Và bây giờ thì cũng xin cùng thỉnh chư công đức cũng như mời tất cả quý Phật tử cùng nhau thảo luận, chia sẻ, bổ khuyết thêm những điều còn thiếu sót. Thì qua cái tìm hiểu trong kho tàng pháp bảo cũng như một vài cái lời hay của chư tôn đức trưởng lão, các bậc thiện trí thức, các bậc thầy tổ thì cũng có chút ít được những cái kinh nghiệm trong đời sống cũng như trong sự tu tập, thì cũng xin chia sẻ với quý vị. Và với phước báo này thì kính dâng đến chư tôn đức trưởng lão, cầu mong các ngài pháp thể khai ngang, và cũng kính chúc quý tôn nữ, quý Phật tử có thêm được cái hiểu biết, cái kiến thức trong năm cái pháp quẩn, để chúng ta có sự hiểu biết, có sự tu tập phát triển từ những cái pháp căn bản để hướng đến những pháp cao hơn, hướng đến cái tri kiến giải thoát. Cầu mong tất cả quý vị khỏe mạnh, an vui và tạo được nhiều thiện sự trong đời sống. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui, hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ thì xin kính cung thỉnh các ngài cũng như mời tất cả quý vị Nam mô Bụt Tha Giá. Dạo sa thú lành đây. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng thọ pháp thanh đã từ bi giảng giải năm pháp quẩn, và cảm ơn cô trị viên cho nhục mình biết được tín hiệu. Và con xin thay mặt đạo tràng và cùng thỉnh sư dùng tách nước ở thiền viện chân lý và bây giờ thì nhục mình kính mời đạo tràng, mời những bàn tay quý vị có thể lên đặt câu hỏi về cái bài học ngày hôm nay của thượng tọa pháp thanh đưa ra. Và có câu hỏi của Thích Kim Bạch Sư. Và sư dùng nước, sư nghỉ ngơi chút xíu đi sư, rồi sư trở lại đạo tràng. Thì con dân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Vì nào sư trở lại đạo tràng, sư cho con một tín hiệu để con dân mít đến. Nghe Xích Kim chờ sư một chút ha. Dạ sư vừa giảng xong chắc rất là khô cổ rồi, nên để cho sư dùng miếng nước rồi đưa sư trở lại ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Còn thật sự là dốt đó bạch sư, dốt cái chỗ mà theo cái quẩn thứ nhất nè. Dạ quẩn thứ nhất là giới quẩn si
Lakhantha. Chi Lakhantha, dạ. Con dốc có nghĩa là cái chữ Hán con không có biết. Mà khi mà cái chữ quẩn này nè bà sư, là con không có hiểu tại sao gọi là giới quẩn. Dạ, chữ quẩn này là như thế nào. Dạ, con cầm mic chút xíu, sư trả lại máy khi cho con một tín hiệu để con dâng mic đến sư để sư trả lời câu hỏi của Sức Kim ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, thường tọa pháp thanh có trở lại máy chưa bà sư? Sư lại trở lại máy, sư cho con một tín hiệu ạ. À, sư chưa có trở lại máy rồi. À, bây giờ làm sao đây quý vị? Dạ. À, thường à, vậy thì sư có trước máy rồi. Pháp cung kính, pháp phục vụ, pháp thu thúc trong giới bổn, pháp thực hành thiện hạnh. Dạ, nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Như hồi nãy chắc lúc đầu là sư có nói mà cô Nhật Quỳnh không có chắc bận công việc rồi không có nghe. Thì cái quẩn á, thì thí dụ như cái giới á, là nó chỉ nằm ở trong một cái chi phần ở trong này là thu thúc trong giới bổn thôi. À, nhưng mà cái giới quẩn á, là nó nhiều cái chi pháp. À, thí dụ cung kính phục vụ rồi thu thúc trong giới bổn thực hành thiện hạnh đó, thì gọi là nó nhiều cái thành phần. Như nãy sư nói cái chiếc xe ở đây là mình nói là chiếc xe, nhưng mà trong này là nó có nhiều cái chi phần, nhiều cái chi tiết, nhiều cái bộ phận nó gom lại thành là chiếc xe. Ví dụ như cái sắc quẩn, thì sắc quẩn ở đây á, là nó cả một đống ở trong đó là cái thành phần vật chất, nhưng mà đâu phải là chỉ có một thứ. Ví dụ như là đất, là những cái chất gì mà nó cứng và mềm là thuộc về đất, mà những cái chất gì mà nó loang chảy, nó quến tụ là thành phần nước. Cái thành phần nhẹ, căng phồng, di chuyển là cái thành phần gió. Rồi cái thành phần mà nóng, lạnh là cái lửa. Đó. Thành ra khi mà nói sắc thì nó chỉ là, nhưng mà nói sắc quẩn á, thì trong đó nó nhiều cái do tứ đại hợp thành. Từ cái bốn cái sắc cơ bản. Rồi nó nếu mà phân tích chia sẻ ra thì nó tới là 28 cái sắc. Cho nên á, sắc quẩn là nó bao gồm nhiều cái chất ở trong đó. Còn nếu mà nói sắc thì đất cũng là một sắc, mà nước cũng là một sắc. Còn hả nói sắc quẩn thì nó gồm nhiều cái như vậy đó, là gọi là quẩn. Thành ra đó cái giới là nó một chi phần, nhưng mà cái trong gọi là giới quẩn thì nó có nhiều cái để chúng ta làm cho cái giới hạnh của mình được đầy đủ. Còn nói mà nếu năm thì giới quẩn là 1, định quẩn là 2, tuệ quẩn là 3, giải thoát quẩn là 4, giải thoát tri kiến quẩn là 5. Bây giờ chúng ta hôm nay thì chỉ mình học một phần của cái phần này mà giới quẩn mà thôi, tại vì cái thời gian không có, mà nếu mà đi qua năm cái chi phần một lúc thì quý vị sẽ không có nắm vững. Cho nên là đi từng cái chi phần, làm hôm nay mình nói với em cái thứ nhất là giới quẩn. Từ tuần sau thì mình sẽ qua cái phần thứ hai là định quẩn. Giờ mình chỉ thảo luận trong cái phần mà giới quẩn này. Thì có gì thì quý vị
nêu lên thêm rồi cái sự hiểu biết của mình về cái giới quẩn này như thế nào, thì sư cũng nêu lên những cái chi pháp trong cái giới quẩn này, là nhắc lại ha: một là cung kính, hai là phục vụ, ba là thu thúc trong giới bổn, bốn là thực hành thiện hạnh. Thì thực hành thiện hạnh ở trong đây là nó có gồm có cái căn bản là của Bát Chánh Đạo, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, là ba pháp. Dạ, bây giờ mời quý vị ạ. Dạ. Yeah. Trời ơi, sao cái lốp này kiểu trần chút. Dạ, anh Noel có nghe rõ không vậy? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn sư Pháp Thanh, cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, sư cho con hỏi, tức là sư muốn cái đề tài là sẽ dạy năm pháp quẩn. Năm pháp quẩn này của sư thì sư nói là có năm cái. Mà bây giờ bữa nay mà sư có liệt kê cho con năm cái pháp quẩn của sư như vậy, ngày hôm nay là sư nói nhanh đó, con đi không kịp. Bữa nay thì sư chỉ nói từng này, sư chỉ nói là về giới quẩn thôi. Thì giới quẩn trong đây thì sư nói có bốn phần. Giới quẩn gồm có: thứ nhất là pháp cung kính, thứ hai là có bốn chi, bốn chi phần là pháp cung kính, pháp phục vụ, pháp thu thúc trong giới bổn và pháp thực hành thiện hạnh. Dạ, nhìn đúng vậy ha. Dạ, sư cho con biết đây. Rồi tuần tới sư sẽ học về cái pháp quẩn thứ hai là cái gì, sư cho con biết được không? Tất cả năm cái đó, năm cái giới quẩn để con bỏ, tại vì quẩn có nhiều loại quá, sư con biết. Thì con thấy sư nói cái pháp đầu tiên, pháp cung kính, tức là mình biết kính trọng người trên, người dưới, cha mẹ, ông bà, cha mẹ, anh chị, những người lớn tuổi, những bậc già cả ở ngoài đời. Thì cái pháp cung kính của mình đó, thì để đánh giết, đá văng cái tánh ngã mạn, ngạo mạn của mình. Và còn cái pháp thứ hai là pháp phục vụ, tức là mình đem công sức mình ra phục vụ, từ cho dù là phục vụ là miếng ăn cho người ta, nước uống cho người ta, hay làm một bất kỳ gì cho công chúng. Cũng như mình không có làm cái đó thì mình bỏ tiền ra, mình muốn người ta làm chắc cũng được, phải không sư? Thì miễn mình phục vụ thôi, với cái tác ý của mình là muốn cho tất cả mọi người đều thoải mái. Cái pháp thứ ba là thu thúc trong giới bổn. Thì sư cứ nói về giới bổn là có lẽ là giới đối với người cư sĩ khác, đối với người mà tu tập thì khác, như giới tu sĩ như tụi con thì thọ năm giới hay tám giới. Còn giới tu sĩ của các vị sư là từ sa di tới tỳ kheo, đại khái thì từ lên từ 10 giới. Bát giới cho mấy người tu nữ, hay là 227 giới mấy vị bị khu. Nên tại vì bị tỳ khu ni là mấy bà đi tu, mấy bà ni cô thì không còn nữa, bên Theravada nữa thì không cần nói tới. Là cái đó là về thu thúc trong giới bổn. Còn thực hành trong thiện hạnh thì sư nói về vấn đề như là mình nên giữ trong mấy cái giới đó. Thu thúc trong giới bổn, thực hành trong thiện hạnh. Có phải thực hành trong thiện hạnh là có thể mình làm pháp thập thiện hay là pháp thập phúc hành tâm, phải không sư? Dạ, xin sư chỉ dạy hơn nữa, và con xin cảm ơn sư và xin trả máy thôi ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá,
Nam mô Sang Ga Giá và kính lễ chư tôn đức trưởng lão, kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Thì như sư có đưa lên cho cô Kim thấy đó, thì giới quẩn rồi định quẩn, lệ quẩn, giải thoát quẩn, giải thoát tri kiến quẩn. Thì hôm nay thì chúng ta học cái giới quẩn thôi. Thì cái như hồi nãy cô nói là pháp thu thúc trong giới bổn, thì ở đây chúng ta đừng có nghĩ là chỉ là cái lời dạy trong kinh là các vị tỳ kheo, mà thu thúc trong giới bổn ở đây đó là ngay cả hàng cư sĩ tại gia cũng phải thực hành, tức là tùy theo nếu mà mình nguyện mình giữ gìn năm giới thì mình phải có sự thu hút kiểm soát mình khi mình đi đứng, mình làm các công việc, mình tránh đừng có phạm cái giới sát sanh thì rồi trong cái đời sống trong cái sinh hoạt cũng vậy rồi nếu mà trong cái ngày, những cái ngày mà mình nguyện mình thọ bát quan trai giới, tức là phải tám giới cho nó được đầy đủ. Còn nếu mà sa di thì phải gìn giữ là 10 giới hay là tu nữ, rồi nếu mà tỳ kheo thì phải thu thúc trong cái giới bổn Patimokkha là 227 giới. Thì ở đây thu thúc trong giới bổn thì tùy theo của điều kiện của mỗi người, từ cư sĩ tại gia, cận sự nam, cận sự nữ, hoặc là tu nữ, sa di, cho đến tỳ khu, luôn luôn chúng ta phải có cái sự nỗ lực gìn giữ. Thì cái lúc ban đầu á là mình giữ cái giới là ngăn ngừa, ngăn ngừa, rồi mình cố gắng mình ngăn ngừa, mình đánh né để gìn giữ cái giới của mình cho nó tốt đẹp. Thì nói chung thì các chi pháp ấy, thì nó từ từ nó phát triển lên. Thì trong cái kho tàng pháp bảo thì cái này nó chia làm năm chi. Còn nếu trong thanh tịnh đạo thì nó sẽ phát triển thành bảy chi pháp, nó nhiều hơn. Thì tùy theo trong mỗi cái trường hợp. Cho nên đó là tùy theo điều kiện thì bắt đầu mình tìm hiểu những cái căn bản trước, rồi có điều kiện thì mình hiểu nó rộng hơn vậy đó. Vậy trong đây là gọi là năm pháp quẩn. Còn biết là trong thanh tịnh đạo thì nó có sẽ thể là chia sẻ rộng hơn nữa. Thì tùy theo điều kiện của mỗi người. Còn thí dụ như thực hành thiện hạnh á, thư đánh nó lộn, nó có dấu chấm, rồi cô Nhật Quỳnh đánh lại cũng cái chữ thật luôn, cũng chấm, chứ là này nó thực hành thiện hạnh thì cũng giống như cô nói đó, thì thập thiện hay là phúc hành tâm đó, hay là hoặc là trong 38 điều hạnh phúc, tức là những cái thiện hạnh ở đây á là những cái pháp mà nó tạo cái phước, cái phước ở đây để mà nó làm gội rửa các cái ô nhiễm. Ví dụ như nó có cái khi mà cái bất thiện là nó tạo cái tội, mà cái phước hay cái phúc là ở đây á là nó đối ngược lại, những cái nào mà bất thiện thì nó tạo tội, mà cái nào thiện thì nó đem đến cái tốt đẹp, gội rửa những cái xấu xa ô nhiễm. Khi mà thí dụ giống như khi mà mình tu làm những cái công việc gì đó, cái tay mình bị dơ, thí dụ như những người thợ sửa xe đó, cái tay họ bị dính dầu nhớt rồi đó, nó dơ, thì bây giờ á họ muốn sạch sẽ thì họ phải dùng những cái chất như là tẩy, như là rửa chất xà bông để rửa tay, những cái chất mà để tẩy rửa những cái chất ô uế đó. Thì khi chúng ta chưa hiểu biết Phật pháp thì chúng ta thực hành những cái bất thiện
nó làm cho cái tâm mình ô nhiễm, nó đem đến những cái khổ đau. Và bây giờ á, mình đối trị lại là tức là những cái thiện hạnh. Ví dụ như mình thực hành về năm giới, rồi tám giới, rồi thập thiện, rồi thập phúc phúc hành tâm, nó tùy theo những cái tên gọi. Nhưng mà mà cái nào mình tạo phước là nó đối trị với cái bất thiện. Còn khi mà chúng ta tạo bất thiện là tạo tội, còn tạo phúc hà phước thì nó sẽ đối trị, nó đối trị, nó làm những cái phước lành để gội rửa những cái ô nhiễm, những cái tội lỗi. Chúng ta hiểu nó vậy đó. Bây giờ thì xin mời cô Kim cũng như cô Nhật Quỳnh và tất cả quý vị cùng thảo luận thêm. Nó mù bút thai giá. Dạ, sư xuống mít rồi phải không bạch sư? Dạ, con thấy cô Tị Viên kính tri ân sư. Còn cô Kim chưa trả lời có vừa ý với cô chưa? Cô thắc mắc không cô Kim? Dạ, cảm ơn cô Tị Viên cho Nhật Bình biết được tín hiệu ạ. Dạ, con mới vừa chạy ra ngoài chút xíu để vô sư. Dạ, Kim còn câu hỏi không? Có nghe được... có vừa ý với cái câu trả lời của thượng tọa Pháp Thanh chưa? Dạ con tri ân sư ạ. Nam mô Bích Thai giá. Dạ cô Kim hỏi rồi, cô Kim chạy đâu mất tiêu rồi. Hỏi rồi chạy mất tiêu. Dạ. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ theo đồng hồ của Nhật Quỳnh là còn tới 32 phút. Dạ tới 32 phút nữa. Dạ đạo tràng có ý kiến, có câu hỏi gì không ạ? Nam mô Bích Tha giá. Dạ kính mời quý vị ạ. Không ai hỏi còn hỏi. Dạ không ai hỏi còn hỏi. Cô Tự Duyên đồng ý không? Cô Tự Duyên có hỏi không? Cô Tự Duyên ơi, cô Tự Duyên có hỏi không thì chắc lên đi Nhật Quỳnh đọc. Không cầm mic được thì chắc lên đi cho Nhật Quỳnh đọc cho. Xu Khá có hỏi gì không? Phạm Vượng, dạ chị Meta, dạ Nhật Quỳnh hỏi đi ạ. Dạ chị Meta có hỏi gì không chị Meta? Dạ không ai hỏi thì dạ, con hỏi chứ để mít ế bà sư. Dạ dạ bà sư theo như là chị Meta xà thú, mời chị. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ Ngài Tỷ Đức, kính lễ Sư Pháp Thành, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin có một cái câu hỏi. Đây cũng thuộc về giới quẩn. Dạ, Bạch Sư. Theo con thấy, ở quê con thì cũng có nhiều người làm cái nghề đánh cá, sống từ đời ông đời cha tới bây giờ. Thì
những vị này cũng biết, cũng có biết đạo và cũng nghĩ rằng đây là cái nghề có nhiều ác nghiệp, sống bằng cái tà mạng. Nhưng mà bây giờ không có cái nghề gì khác để thay thế, rồi thì con cũng có nghe quý sư, nhất là Ngài Liễu Tông cũng cho biết là nếu như vậy thì phải tránh, phải né bằng cách là tạo nhiều cái thiện nghiệp để mà trốn. Nhưng mà bây giờ cứ làm cái công việc đó hàng ngày hoài, rồi cũng có làm thiện sự, nhưng mà con xin Ngài cho biết coi có cái gì, hay là một cái thiện sự nào, hay là cách gì để làm để mà những người đó có thể được nhiều, để cho con chó trắng nó chạy nhanh hơn con chó đen không Ngài? Dạ xin sư cho con biết để con hiểu thêm về vấn đề này ạ. Dạ con xin Ngài cho con biết ý kiến ạ. Dạ con kính dâng mít tới Ngài. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ thì quý vị biết rằng trong cái thời kỳ Đức Phật đó, là có một lần mà Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài cũng đi về cái làng chài, rồi Ngài cũng thuyết pháp, rồi Ngài khuyên nhủ những cái người dân ở làng chài đó thì thọ trì ngũ giới. Nhưng mà họ thì cũng thiết tha, họ cũng muốn giữ lắm, họ cũng thọ trì. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất mà vừa đi rồi đó là họ cũng ra biển, họ chài, họ lưới, họ đánh cá. Tại vì cái thường cận á, cái thường cận y duyên, cái thường cận nghiệp hàng ngày của họ nó quân tập mà là thường xuyên rồi. Nó trở thành một cái thói quen rồi. Bây giờ nó khó từ bỏ đó. Chứ sao? Tại vì cái tâm của người ta nó lười. Hồi đó giờ sống quen với cái nghề nghiệp đó rồi. Rồi giờ cứ sợ đi tới chỗ khác rồi. Không có công ăn việc làm rồi này. Giờ sống nó khó khăn cơ cực. Còn này chỉ cần cá rồi nó có sẵn dưới biển, dưới sông, dưới đập. Rồi cứ mình đi xuống dưới mình tìm cách mình bắt nó, mình bà bán cũng hay là hoặc là cũng có để ăn để sống đó. Cho nên á, những cái người này họ khó mà giữ gìn năm giới. Nhưng mà nếu mà những người này đó họ biết làm những cái thiện nghiệp á, cũng biết bố thí rồi kia nọ thì nó cũng tốt. Nhưng mà sao, cái tuổi thọ nó ngắn, nó kém. Rồi sao, những cái người này cũng có tạo cái nghiệp nghiệp trắng mà cũng có cái nghiệp đen. Mà cái nhiều khi cái nghiệp đen á, thì nó nhiều hơn cái nghiệp trắng. Cho nên á, những người này thì cũng chịu cái khổ đau, bệnh tật này kia, tuổi thọ nó ngắn. Nhưng mà cũng có cái phước là cũng có chút ít tài sản do cái nhờ cái phim biết cái cách bố biết bố thí rồi đó. Nhưng mà cái người này nếu mà gìn giữ tốt á, thì chỉ có bốn giới chứ chưa phải là gọi là thọ trì ngũ giới. Bởi vì cái giới sắc sanh là họ không có giữ được rồi. Nhưng mà cũng tốt cái là được bốn giới và biết cái bố thí rồi kia. Nhưng mà sanh ra thì cái tuổi thọ nó ngắn. Sanh trong những gia đình giàu có, nhưng mà sao cái tuổi thọ nó ngắn. Thì giống như hồi nãy sư ví dụ về cái vị mà tỳ khưu mà đi làm cái gì mà lưới chim bắt chim để buôn bán đó. Mặc dù ngày cũng trong cái kiếp quá khứ cũng có bố thí cúng dường cơm rồi vật thực là làm nấu nướng bằng thịt chim đó đến cho một cái vị Phật độc giác
do cái phước có bố thí đến vị Phật độc giác, cho nên là có cái nhân để đắc thánh quả, để giải thoát. Nhưng mà trong nhiều kiếp sống sinh ra phải chịu cái khổ cực, và đến cái kiếp cuối cùng đó là gọi là cái trong pháp cú kinh thì chắc quý vị học nhớ mà cái vị tỳ khưu gọi là vị tỳ khưu thú thay đó. Tại vì cái do cái nghiệp mà bắt chim rồi buôn bán rồi nhổ lông lông những cái con chim, khi mà cái người mua mà người ta yêu cầu đó, nhổ lông làm cho mình mẩy nó chảy máu, bẻ cánh bẻ chân, cho nên phải chịu một cái hình cái khổ nghiệp khốc liệt, mình mẩy nó lở loét, rồi xương thì nó gãy dụng kia nọ, không có thể mà di chuyển đứng đi được, cho nên phải nằm một chỗ, rồi mình mẩy nó lở loét, nó nhiễm trùng, nó hôi thối, rồi nằm một chỗ, rồi những cái chất mà quế trượt, thành ra cái nghiệp, mặc dù là có cái nhân tốt nhưng mà đều có cái ác nghiệp nó quá quá mạnh, cho nên là phải trả sự khổ đau trong nhiều kiếp sống. Thì chúng ta nếu mà biết thì chúng ta có thể đỡ khuyên giải những cái người đó, có thể chuyển đổi những cái nghề nghiệp khác để mình làm. Chứ còn nếu mà vì cái sự chấp thủ rồi theo cái truyền thống đó, thì như vậy thì mặc dù là ở trong đời sống thì nó có cái lợi lộc, nhưng mà nó đem đến những cái khổ đau trong nhiều kiếp sống tương lai. Thì sư cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Meta. Thì giờ xin mời đạo tràng Nam Mô Bố Thầy giá. Dạ, con kính cảm ơn sư. Nhưng mà con có thêm một câu hỏi nữa sư. Xin sư giải đáp giùm cho con. Và hiện bây giờ thì con cũng đang băn khoăn về cái tương lai là chắc có lẽ mùa xuân tới đây, Tết tới đây thì con phải về Việt Nam. Mà đi về Việt Nam á, giờ đúng ra thì con rất là về thăm lại bà con, rồi bạn bè, rồi con cháu còn ở bên Việt Nam thì cũng rất là vui. Nhưng con băn khoăn một điều là đi về thì về ông xã con là đòi đi về vào dịp Tết chứ không có chịu đi ngày thường. Mà về dịp con rất là lo, bởi vì về dịp Tết thì hai bên chồng vợ đều phải có những cái thủ tục lễ lạc, ngày tảo mộ rồi ngày Tết, rồi phải cúng kiến. Mà hãy cúng kiến thì như sư biết là ở Việt Nam thì hay nuôi gà, nuôi vịt để mà tự ăn, chứ không có đi mua. Rồi tôm cá thì nhiều khi cũng dịp Tết thì ở quê con thì người ta là bắt đìa, rồi người ta rộng cá đó, rồi ta để dành tới Tết thì người ta đem ra, người ta làm, rồi trước cúng sau ăn. Thì con nghĩ rằng con không có tự tay làm. Bây giờ thì con về thì con lớn tuổi rồi, mà con cũng thuộc làng chú bác rồi cô gì rồi, thành ra là bà con làm hết, con không có làm. Nhưng mà con ngại là người ta làm, tức là người ta sát sanh rồi đem lên cúng kiến, rồi mình ăn như vậy đó thì mình có mang cái tội. Con nghĩ là nó không có đủ cái chi pháp để phạm cái giới sát sanh. Nhưng mà con không biết là thì người ta làm gì, người ta làm con có thấy đi nữa, con có thấy người ta cắt cổ gà, hay là con có thấy người ta đập đầu con cá để làm,
rồi khi dọn lên cúng rồi dọn lên đó ăn đó, nếu con ăn như vậy thì con có cùng có tội hay không, hay là như thế nào, hay là con không ăn, con có thấy nhưng mà con không ăn, con không ăn những thức ăn đó thì có được hay không, thưa sư, xin sư nói rõ cho con hiểu cái điều này để con đỡ lo, chứ không thôi con bây giờ con đã bắt đầu lo rồi, con nghĩ theo con nghĩ trong bụng là con về thì người ta làm rồi, những thức ăn nào mà con thấy người ta cắt cổ rồi đập đầu đó thì con không ăn, con ăn những món khác thì như có được hay không, thưa sư, xin sư giải đáp cho con. Nam mô Bụt Tà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Là kính lễ chư tùng, kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Thì ở đây đó, quý vị biết rằng cái ở cái vùng nông thôn Việt Nam mình á, thì nói như vậy, những cái ngày mà giỗ rồi Tết nhất rồi đó, thì sao người ta đã chuẩn bị rồi. Không phải là có cô về họ mới làm cho cô ăn, mà nếu mà cô không về thì họ cũng tự làm họ ăn à. Đó, thành ra đó mình phải hiểu cái khi nào mà mình có cái sự cộng nghiệp phạm giới, mà khi nào mình không có. Ví dụ như bây giờ á, họ hỏi chứ bây giờ á là cô à, dì à, bác à, muốn ăn con gà nào, muốn ăn cá nào, thì nếu mà cô ấy á, thì cái đó là cô có cái tác ý rồi, thì mình cộng nghiệp là mình phạm giới với người ta. Còn cái này mình không có, họ muốn làm gì đó là họ làm, họ không phải, cô đừng nghĩ là vì có cô về họ mới làm, cô không về họ cũng Tết họ cũng vẫn làm, họ cũng làm, họ cúng rồi họ không ăn, chuyện bình thường. Nhưng mà mình đừng có quan hỷ theo cái sát sanh đó, mình đừng cộng nghiệp vô, mình nói làm con gà này nó mập nè, con gà này nó ngon, làm gà này trước, làm con cá này trước, làm kia nọ, thì mình có cái tác ý như vậy thì mình mới cộng nghiệp. Mình nói trời ơi, làm cá này đó ăn nó ngon á, làm cái này đó, thì như vậy thì mình có cái sự cộng nghiệp, cũng có tác ý với người ta, hay là mình chú điểm người ta làm đó. Còn cái này người ta làm là cái chuyện của người ta. Còn thí dụ như cô ăn, cô cũng có phạm gì, chừng nào mà mình giết hay là mình xíu xúi biểu người khác giết để cho mình ăn thì cái đó là mình có phạm, cố ý giết, ráng sức giết thì mình mới phạm giới. Còn này mình không có cố ý, ta muốn làm gì ta làm, ta muốn làm con nào ta làm, vậy đó, thì mình đâu có phạm gì đâu. Mình ăn mình cũng không phạm, mà mình không ăn cũng không sao, mình không ăn cũng không sao, mình ăn cũng không có sao, tại vì mình đâu có cố ý đâu. Thành ra đó mình phải biết khi nào mình phạm giới và khi nào không phạm giới, lúc nào thì mình hoan hỷ để mình cùng cộng nghiệp với người ta, còn lúc nào á là mình giữ cái tâm bình thản, mình không có xúi biểu người ta giết, mà mình cũng không có vui theo với cái sự của người ta, tức là mình không xu hướng theo kẻ dữ, mình không có hoan hỷ với điều ác, mình cũng không có xúi biểu người ta làm những cái điều ác, thì mình đâu có phạm, thấy không? Đó, thành ra chúng ta học để chúng ta không có cái sự hoài nghi, chính cái hoài nghi này đó là nó trạo hối. Khi mình ngồi thiền mình ấy rồi đó, rồi mình cứ bâng khuâng, mình biết mình có phạm giới hay không phạm giới, cái giới mình có được trong sạch hay là không trong sạch mình không biết, rồi cái tâm mình đó, nó cứ trạo hối như vậy, làm cho cái sự tu tập của mình không có tiến bộ. Cho nên mình phải biết phân biệt
khi nào phạm giới mình biết phạm giới và mình sám hối để mình chừa cãi, mình ngăn chặn từ đó về sau. Còn á, mình phải biết những cái chi phần để biết à cái đó tôi không có phạm giới. Thế đó, à chuyện người ta làm là chuyện người ta, tôi không xuống biểu, tôi không quan hỷ theo. À tôi à, còn cái chuyện á, người ta làm sẵn à, mình ăn thì mình cũng có phạm, mà mình không ăn cũng không sao, vậy đó. À thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Meta. Dạ, còn chúc tất cả quý vị ăn vui. Nam mô Bố Thà. Dạ. Dạ con kính thưa sư. Dạ con xin hỏi sư thêm một cái câu này nữa, là trường hợp con về thì nói thật là bây giờ con thuộc về trưởng thượng trong nhà từ đường rồi. Rồi bây giờ cái cách này thì con phải chi tiền. Thì nếu như vậy con chỉ cần chi tiền, con nói à bây giờ Tết này đó thì đưa cho tụi con bao nhiêu đó, thì tụi con nấu nướng cái gì đó, nấu làm gì đó rồi cúng kiến thì tùy tụi con. Thì như vậy là con giao trách nhiệm về cho tụi nó hết rồi, tụi nó muốn cúng gì cúng, muốn làm gì làm, thì như vậy là con khỏi phải bị suy nghĩ gì hết, con không cần suy nghĩ gì hết, con cảm thấy con an tâm như vậy có được không sư? Vậy chắc là con nghĩ cái giải pháp này chắc có lẽ ổn. Và xin sư cho con biết ạ. Dạ thì bây giờ á, thí dụ như cô khuyên gia đình á, thôi bây giờ á, ở ngoài chợ, ở ngoài siêu thị vậy, nó có làm sẵn. À mình mua những cái nào mà người ta làm sẵn rồi vậy, mình về mình ăn. À chứ còn đừng có mà mua những cái con vật mà còn sống. À về rồi làm rồi ăn. À mình chỉ người ta trước. Nhưng mà ngặt lắm. Cái truyền thống ở cái người Việt Nam mình á khổ lắm. Là người ta nói là mua cái con mà còn sống về đó, làm ăn nó ngon, nó còn tươi ăn nó ngon. Chính vì cái ngon đó mà người ta phạm vào cái giới mà người ta không biết. À thì mình khuyên thôi ở giờ là mình ra chợ, ai làm sẵn thì mình mua, hoặc là mình vô trong những cái siêu thị. À bây giờ trong siêu thị nó bán cũng đủ thứ lắm. À thì mình vô đó, cái gì nó có sẵn là mình mua về mình ăn. Mình nói người ta khỏi mua những cái con vật mà còn sống về làm nó cực đó, thì mình nói. À, còn thí dụ như mình giao và tùy nó muốn mua gì nó mua, thì cái chuyện mà nó mua là cái chuyện của họ. À thì mình về là mình chỉ ấy vậy thôi. Thì giống như cái cô này, mặc dù cổ đắc quả Tu La Hoàn, nhưng mà cổ là làm vợ của ông thợ săn, thành ra đó cổ làm cái bổn phận là người vợ. À sáng là cổ sắp xếp dụng cụ của ổng để ổng đi làm vậy thôi, cổ không có xúi ổng đi vô rừng săn thú gì hết. Nhưng mà lúc đầu cổ khuyên hoài mà ổng không chịu. À ổng cứ đi vô ổng săn thú, ổng bẫy thú mà. Nhưng mà rồi cái bây giờ cổ đâu muốn chuyện đó, cái tâm cổ hoàn toàn không muốn. Nhưng mà bây giờ bổn phận làm vợ thì phải làm những cái công việc để phục vụ chồng vậy thôi. Còn cái chuyện mà ổng làm cái gì đó là cái quyền của anh đó. Thì bây giờ á, cô về à, bây giờ mình bậc trưởng thượng, không lẽ giờ mình về mình không cho nó à, thì mình đưa cho nó rồi tùy đó. À nhưng mà mình cũng nói à thôi bây giờ á, cái đời sống bây giờ á, mình đừng có nuôi đồ này kia nọ chi. À ở ngoài chợ nó bán đủ hết. À rồi trong siêu thị rồi cũng có, thì mình mua cái gì có sẵn về để làm cho nó gọn. À, mua về mình rồi ngồi phải giết nó, phải làm nó cực khổ hơn. Thì mình nói vậy, nếu mà nó biết nó chuyển ý à, thì cho nó đỡ vậy á. Nó còn cái đó mình không xúi biểu nó, mình không ấy, thì mình cũng có gì tạo nghiệp đó. Thì sư cũng
theo cái ý hiểu của sư như vậy thì nếu mà mình không có tác ý, mình không có xúi làm, mình không quan hỷ theo cái việc làm, mình không cố ý làm thì mình không có tạo cái nghiệp, không có phạm giới thì sư cũng xin giải đáp một cái vài cái thắc mắc của cô. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính cảm ơn sư rất là nhiều. Dạ con xin nhường mic cho đạo tràng. Dạ sa thú chúng con hành kính lãnh lễ tri ân những câu trả lời của thượng tọa Pháp Thanh, và cũng kính cảm ơn chị Metta đã đưa ra những câu hỏi. Dạ cảm ơn cô Tự Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con thấy ở trong đạo tràng có mấy câu chat. Dạ cho con hỏi, mình không có ăn chay, mình theo nguyên thủy, theo Đức Phật dạy thì mình có gì ăn đó. Mình không có ăn chay, nhưng mà mình nói mình ăn chay để cho người ta đừng có làm thịt làm cá như vậy. Mình có phạm tội nói dối không bạch sư? Dạ như vậy mình có phạm tội nói dối không? Mình đâu có ăn chay đâu mà mình nói mình ăn chay rồi để cho người ta đừng làm, thì mình có phạm tội nói dối không bạch sư? Dạ con kính nhân bích tính sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì cái này mình nhìn cái tâm mình thì mình biết rồi chứ có hỏi gì. Thì giờ mình sợ là mình phạm vô cái giới sát sanh, mình phạm vô cái giới nói dối. Mình không ăn chay, mình nói mình ăn chay. Thì cái chuyện không có mà mình nói có. Thì khi mà quý vị nói rồi mình tự nhìn lại cái tâm mình biết liền chứ cần gì phải hỏi nữa đó. Thì nhưng mà cái đó giống như cô Kim nói, cái này mình nói dối mà không có hại ai nhưng mà điều cái là nếu mà nói về sự chân thật thì mình chưa có được chân thật vậy thôi. Cái này á là mình tránh né cái nặng, mình phạm cái nó nhẹ hơn chút. Ví dụ mà cái sát sanh thì cái tuổi thọ nó kém, nhưng mà cái nói dối thì người ta không tin mình chút thôi nó nhẹ hơn. Thì sự cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh vậy. Nó mô của Tha Giá. Dạ sa thú con rất tri ân sư, con thấy cái gì cũng chân thật là hơn. Bây giờ mình chỉ có nói thẳng giống như hồi nãy sư nói, thì bây giờ đó mình có tiền mình đem về mình cũng kiếm ông bà vậy rồi nói như chị Metta là người trưởng thượng, cô gì chú bác gì đó đại khái vậy. Giờ con cháu giờ có tiền nè, thôi tụi con ơi, mình đừng có mua đồ sống nữa, mua đồ chết đi, về khỏi, đã làm sẵn đó, mình coi cái nào người ta mới làm đó mình mua, rồi mình đem về mình ăn, mình khỏi làm cho nó khỏi cực khổ. Mà mình nếu mà mình nói người ta không nghe, người ta cứ mua đồ sống rồi người ta làm, thì người ta làm cái chuyện người ta, mình không hoan nghĩ với cái việc người ta làm. Còn đến ăn thì khi mà mình về mình ăn được bao nhiêu, ví dụ như người ta làm một con gà đi, thì người ta lên ta cúng kiến ông bà cả nhà, người ta ăn giỏi lắm, mình ăn một vài miếng mắc gì mình phải vô nói dối. Con nghĩ đơn giản vậy thôi, thì con cũng đã gặp nhiều trường hợp đó lắm. Dạ tới đám dỗ á, em cũng là người lớn trong nhà, thuộc về dạng người lớn rồi nha, thì em không nói gì hết Nhật Quỳnh không nói hết á. Nhật Quỳnh nói cúng kia bày làm thì đó bày làm, chị không ý kiến, nhưng bây giờ chị trai tăng cho ba ở bên chùa rồi chị về rồi đó,
tụi bay làm gì bay làm, à, làm sẵn đi rồi chị có ăn được thì ăn, ăn không được thì thôi, chị trai tăng bên chùa tới đám dự ăn bên chùa, chị kiếm phước cho bà. Còn chị thấy cúng kiến này thì theo chị học thì chị thấy không có phước, nên là tụi em tự do em làm gì làm. Dạ, chứ mình đâu có, chứ mình đâu có thể mà mình nói họ theo ý mình được. Đức Phật còn không làm, không có nói người khác theo ý Đức Phật dạy thì mình đâu có là cái gì đâu. Nghĩ vậy là mình thấy khỏe re gì mà tơi. Dạ, Nhật Quỳnh đã từng làm gì rồi, thấy khỏe re, mình không có gì hết, không có vướng bận gì hết, mình không có tác ý để mình kêu người ta làm già làm dịch gì cho mình ăn hết. Chứ Nhật Quỳnh thấy Nhật Quỳnh có người bạn tháng ăn chay trường 10 ngày, à quên, tháng ăn chay 10 ngày mà tới cái ngày thứ 11 á là đi ra chợ, chỉ đây là con cá này nè, nè làm con cá này nè, con này mập nè, làm con gà này nè, làm con vịt này nè, ăn mới ngon. Cái đi chợ, cái Nhật Quỳnh đi chợ, cái thấy Nhật Quỳnh mua đồ chết không hết á, mày thực mật tao nói mày ngu ơi là mày ngu vậy nha, mày ăn cái đồ gì đâu, đồ sinh đồ ương gì không mà mày cũng ăn nữa. Dạ, rồi Nhật Quỳnh cười cười thôi, không nói gì hết, chị ăn gì kệ chị, tại em không có tiền, em ăn đồ chết là xong. Dạ, nó mờ với thầy giá. Dạ, con kính dân bích đến thượng tọa Pháp Thanh để sư mà kết thúc buổi học ngày hôm nay, con kính dân bích đến sư. À, nhưng mà cái cô Nhật Quỳnh nói vụ ăn đồ chết á, thì hồi đó mà lúc mà sư còn ở trên Bình Long đó, thì mấy sư cũng nhờ mấy người Phật tử sẵn người ta đi chợ đó, và hồi đó trên đó không có hộ tăng, mua giùm thì đem về thì mấy sư với mấy chú giới tử mấy sa di đồ nấu, cho nên là dặn nhờ mấy cô đi mua giùm á, mua mấy con nào mà người ta làm sẵn rồi, đừng có mua cái con, đừng có kêu người ta mấy cái con còn sống mà người ta làm đó. Thành ra cái mấy cổ cũng ra chợ, ngoài chợ thiệt tình cổ nói là mua giùm cho mấy ông sư, mà mấy ông sư cũng dặn là mua chết rồi á. Thành ra ở ngoài chó là mấy sư đạo ăn đồ chết chứ thiệt ra nó còn sống sao mà ăn. À, con nào cũng phải làm cho nó chết rồi mới là ăn, nhưng mà nó chết sẵn rồi thì mình mua rồi đâu có sao đó. Thì kệ, ở cái thế gian thì người ta thích cái chuyện nó kệ người ta, còn mình làm gì mà có lợi theo cái sự tu tập của mình thì mình ráng mình cố gắng mình thực hành, càng ít phạm tội, càng ít phạm giới thì nó đỡ khổ, càng làm nhiều được việc lành thì nó có lợi ích thiết thực cho bản thân của chúng ta trong đời sống hiện tại, và có sự an vui tu tập trong ngày vị lai. Thì với phước báo này cũng kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn ngang, kính chúc tất cả quý tu nữ cũng như quý Phật tử có thêm được những cái kiến thức trong đời sống đem đến an lạc cho nội tâm, và tạo những cái nhân lành để chúng ta tiếp tục tu tập trong những ngày sắp tới. Cầu mong tất cả chư thiên ở các chùa cũng như chư thiên xung quanh nơi tư gia của các quý vị luôn luôn có sự an vui. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh sám hối rồi sư xin phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, sa thú anh tha chúng con thành kính đảnh lễ tri ân những lời chỉ dạy của thượng tọa Pháp Thanh để chúng con áp dụng trong cuộc sống, để chúng con bớt cái nghiệp ngã ác và đến gần những giáo pháp của Đức Thế Tôn để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tâm ăn ghê na vạn đề hằng ba đà phẳng sum và ruột tâm ăn buột thể vô khá lý tổ đô sơ buột thâu khả mặt tụ tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần di chân Đức Phật.
là đấng chí tôn chí thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Tam ăng ghê na quanh đê hăng thẩm anh cha được vị thăng và răng thẩm mê vô kha li đô đô sâu thẩm mô kha ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha được vị tho tam ăn sẵn khề vô kha li đô đô sâu sẵn khô kha ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi phúc khúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính dâng bích đến sư. Dạ, xin thay mặt chư tôn đức phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Phawatu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa bodha nuvave na sadaso thi phawantu te phawatu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa thamma nuvave na sadaso thi phawantu te phawatu sapa mangalang rakantu sapa devata sangha nuvave nè sơ đâu thi phà quan tu tê, tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thải, cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu lành thai dặn kinh chi cu sa la cầm măng ca tập băng thi thi dặn mà ca dê na quả cha mana sa thi đa sê sư ca tăng dê sa nhị nô a thi dê cha sa ta a sa nhị nô ca tăng buồn nhà pa lăng mấy ăn sa bê pa ghi và hoàn tự tế dê tăng ca tăng sư vi đi tăng đinh năng buồn nhà pa lăng mà dạ dê cha ta thành a cha năn thì để qua ganh toa ni ye da yum sa pe lo kam hi ye sa ta chi wan da ra he tu ka ma mun nang kho cha nang sa pe la phan tu ma ma che tha sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chung thiên cùng là vô tưởng được mà hưởng an cứ con hồi hướng dân ba chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu sinh nhai có người làm phước được xài lại đem hồi hướng chúng được phước quý dung thanh nhàn chung sanh giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ dâng quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra do học pháp chính pháp thảo luận Phật pháp đến với chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama trần lũ 5000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo năm truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chân lý thiền đường,
chư thiên chung quanh Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này sau khi các ngài thọ nhận rồi. Xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dùng nằm đều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân ni ba ná sát bát cha yêu hồ tu. Ý đăng quân nhân ni ba ná sát bát cha yêu hồ tu. Ý đăng quân nhân ni ba ná sát bát cha yêu hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Quý ngài đã quan lâm bầu rung chứng minh cũng như giảng dạy cho con học những câu Phật ngôn để chúng con được thừa lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hành, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý cô chú anh chị em đã hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rung Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng với anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam Quyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam Mô Bích Hà Giá. Còn kính chúc với ngài, Nhật Quỳnh kính chúc với anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam Mô Bích Hà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính chào tạm biệt đạo tràng, con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kỳ kinh ngắn. Sau đó con cũng xin phép được khép cơ rơm ạ. Nam Mô Bích Hà Giá, kính chào tạm biệt đạo tràng.
hoàng nhi đặt gót lên đầu. Đại tiên biết chuyện cơ mầu, khóc cười rồi lại kính tâu sự tình. Trời mưa